Đức Phật có dạy có 10 phương pháp gọi là thập độ, 10 cái phương pháp để giúp người ta vượt. Mà khi mình ứng dụng mỗi phương pháp nào thì nó có những chi tiết của phương pháp đó. Phật bảo ví dụ như mình đã nấu ăn, mình nấu ăn á, mà bây giờ căn bản nhất khi mình vô nấu ăn là mình phải biết ba món: đường, muối, bột ngọt, phải không? Đó, rồi căn bản trong một bữa nấu ăn là chỉ có hấp, chiên, xào, nấu, luộc, nhưng mà làm ra các món. Thí dụ mình muốn nấu chè khoai thì phải nấu nếp, nấu khoai, nó chín rồi nó mới cho đường được vô. Thí dụ cho nên nó có cái công thức của nó, để làm sao khoai đang sống mà thành chín, nếp đang sống mà chín, hai cái nó đang nếp rồi khoai rồi nước rồi đường mà nó hòa lại với nhau để nó thành một nồi chè. Nó có một cái công đoạn, một cái thời gian để nó thành cái nồi chè đó. Người nào mà đang đường xuống kiếm miếng ngọt ngọt hay là miếng bánh gì ta ăn, ta vượt qua được cái lúc mà ta tuột đường đó, ta cân bằng trở lại đổ đó. Rồi dần giờ sợ có nhiều người người ta không tuột đường mà ta lên máu thì mình lại phải đi quậy nước muối cho người ta uống đi kiếm rau cần, kiếm chanh rồi cho người ta uống, ta ăn để ta giảm, ta vượt xuống. Tất cả cái đó vượt hết, độ hết. Thì á, ở trong Phật giáo mình muốn thực hiện một cái hạnh mà giúp đỡ thì Đức Phật có đưa ra 10 độ. Và mỗi một độ có 3 công thức, 3 phương cách. À, thứ nhất mình gọi là bố thí. Bố thí là gì? Là mình ban cho. Nhưng mà Pháp Hòa cũng xin thưa với đại chúng là chữ bố thí nghĩa là mình cho rộng khắp. Đó, quý vị mang tiền vô chùa, mang gạo, mang rau, mang củ vô chùa, quý vị cho cũng là bố thí. Rồi quý vị đem đưa cho bạn mình gói bánh, cái quạt, cái máy gì đó cũng là bố thí. Từ chung thôi, cho mà chúng ta không có dính mắc gì hết. Nhưng mà tại vì bắt đầu mình sang tới người Việt thì chữ nghĩa mình nhiều hơn. Hễ mà người lớn á, thì mình phải gọi là biếu tặng. Chứ người lớn mà cầm nít mà cầm món hàng mà đưa người lớn nó con cho bác nè, nó tôi đâu có nghèo đâu con. Tại vì sao? Mình vướng bận vào chữ nghĩa. Chứ thật sự nói cho cùng là cho. Đó. Thí dụ đem vô chùa cũng cho vậy. Nhưng mà lại nói một từ nó hoa mỹ hơn: con xin cúng dường. Còn có khi gặp thầy, dạ con xin gửi con xin gửi thầy, thì nhiều khi qua đùa hỏi gửi chừng nào lấy quý vị nghĩa là chung là một chữ cho thôi, nhưng mà tại vì mình bắt đầu chữ nghĩa nhiều hơn. Hễ người nít nhỏ hơn mình mới nói cho. Mà xin lỗi nếu mà người nghèo á sao bố thí. Cho nên cái tử đó tự nhiên mình bị kẹt. Lẽ ra cái chữ nó nghĩa rất rộng, là một cách ban cho không điều kiện, nhưng mà mình đem cái nghĩa nó hẹp lại là bố thí là chỉ cho người nghèo thôi, người thấp kém, người bần cùng thôi. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Biếu tặng cúng dường gì đi nữa thì cũng nghĩa là cho. Thì mình muốn thực hiện cái bố thí đó. Có nhiều khi người ta hiểu bố thí một cách đơn giản nữa là tiền của thôi, cho nên người ta nói thôi tôi nghèo quá tôi không dám đi tới đó đâu, người ta kêu gọi từ thiện tôi không có, tôi không dám tới, kỳ lắm. Hay thậm chí ta nói thôi thôi cái công trình này nó lớn lắm, tôi một giọt nước vô biển mà ăn thua gì, cái không cho. Nhưng mà thật sự cái bố thí nó không chỉ nghĩa là tiền của, tại vì bố thí nó có ba cách: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Bố thí tài á, là bố thí tiền của. Mà rồi nói thì tiền của vật chất nó có hai loại: một là nội tài, hai là ngoại tài. Nội tài là gì? Đó, mình ký giấy cho tim, gan, thận, cơ thể mình, nếu mình lỡ có chuyện gì mà ai sử dụng được một phần nào của cơ thể mình cho. Mình cho bớt người ta ăn trái thận, hay là mình cho người ta máu, vân vân. Lâu lâu mình đăng ký đi hiến máu đó. Đó,
Cái đó là bố thí nội tài đó. Còn á, tiền của quần áo vân vân gọi là ngoại tài. Có nhiều người người ta không có ngoại tài, người ta cũng không có nội tài. Tiền á thì không có, của không có, mà nội tài cũng có, tại vì nghèo quá cho nên đâu có ăn đủ dinh dưỡng gì đâu, cho nên bệnh lên bệnh xuống không dám cho ai hết. Nhưng mà giờ người ta có gì người ta có thể bố thí tùy hỷ. Tôi thấy người đó làm việc lành, tôi hoàn toàn không làm việc gì hết, thôi tôi xin tùy hỷ tán thán công đức của người đó, cũng là bố thí. Tại vì cái chữ bố thí, mục đích của bố thí là để làm gì? Để độ cái sang tham. Bố thí độ sang tham. Cho nên đó, mình học Phật rồi mình thấy nó liên kết với nhau. Tại sao phải cho? Để độ cho cái tâm tham của mình. Rồi khi mà cho đó, thì trong khi mình thực hiện là mình giúp cho người ta vượt những cái khổ. Nhưng cuộc đời này có những người người ta không khổ cơm áo gạo tiền, mà người ta khổ tâm linh, người ta khổ nội tâm. Cho nên mình phải có bố thí pháp. Bố thí pháp là cho người ta lời khuyên, lời an ủi. Mình đồng cảm với người ta. Cho nên có nhiều người, người ta gặp nhau, người ta cảm thông, người ta kết thành tri kỷ. Tại vì cùng một hoàn cảnh, cùng một niềm đau nỗi khổ, rồi người ta cùng nương tựa với nhau. Đó, quý vị biết trong những khóa tu của thanh niên, thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên, thì các thầy thường chia ra nhóm 13 tới 17 họp nhóm, 17 tới 20 mấy, 20 mấy lên 30 mấy. Để làm chi? Để nó ngồi lại nó nói cái niềm đau của nó với nhau mà nó không thể nói với ai khác. Nó có thể nó không nói được với cha mẹ. Thậm chí bây giờ thầy nó thương nhưng nó không dám nói, tại nó nghĩ thầy lớn quá, cao quá. Nó có thể nói được với huynh đệ bạn bè. Nó nói ra được cái niềm đau nỗi khổ. Rồi mình mới ghi nhận cái đó, rồi mình về mình tìm cách mình giúp các em. Cái đó gọi là bố thí pháp. Cho nên trong tất cả chúng ta ai cũng có cái gốc sang tham. Mà nếu mà nói gì sang tham đó, nó có năm thứ sang đó, năm thứ bỏn sẻn đó. Bỏn sẻn chỗ ở nè, bỏn sẻn tiền của, bỏn sẻn vật chất, bỏn sẻn tình cảm. Có không? Có bỏn sẻn tình cảm không? Mình quen với người đó rồi muốn ai quen đó. Tại vì mình biết người này có khả năng, mà nếu người nhiều người biết quá sẽ chia sẻ. Bố thí nghĩa là bỏn sẻn tình cảm. Mình quen được với cái người đó, họ tốt, họ từ thiện, cho mình muốn bo bo của mình muốn giới thiệu cho ai, sợ tại vì người này sẽ chia sẻ cho người kia. Bỏn sẻn chỗ ở, dành chỗ ngồi, vân vân. Cho nên chữ sang là gì? Là bỏn sẻn. Và tại sao cái quả của sang tham là gì? Là thành một cái loài quỷ đói. Chữ quỷ đây là gì? Chữ ma đây là gì? Là một hình thức sống. Sống rất là khác, tại vì lúc nào cũng thấy thiếu. Vì vậy cho nên cái hình ảnh của ngạ quỷ là bụng thì to như trống mà cổ thì nhỏ như kim. Vì to như trống là vì cái gì cũng chứa, nhỏ như kim là không có gì lọt ra được. Vì cái tâm sống như vậy cho nên cái quả nó như vậy. Nó tương ứng mà. Cái quả đó nó tương ứng. Cho nên bố thí độ sang tham. Mà muốn bố thí thì có bố thí tiền, bố thí tài. Tài thì có hai loại ha, nội tài, ngoại tài. Rồi pháp thí. Pháp thí là lời hướng dẫn, lời khuyên nhủ. Vô ý thí. Vô ý thí là gì? Cho người ta cái không sợ hãi. Tại cuộc đời này con người ta sợ dữ lắm đó. Ở đây có ai mà trong thời gian Covid vừa rồi mà khủng hoảng không? Sợ hãi không? Có những vị bình thường, có những vị ung dung tự tại, có những vị sợ hãi vô cùng. Mà nếu như mình thấy người ta sợ hãi, mình cứ tối ngày cứ đọc tin tức sợ hãi báo cáo hoài.
Có nhiều khi mình thấy người ta sợ chuyện gì cái mình hăm dọa người ta, chết rồi, tiêu rồi. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần đi chơi về mà gặp đứa hàng xóm nào mà nó muốn cà khịa mình, cái đó là sao? Chết mày rồi, má mày hăm mày trầm là bắt đầu là run. Cho nên đó con, cho nên trong nhà Phật đó, quý vị biết không, trong giới luật tỳ kheo đó, có một cái luật đó là cấm không được nhát ma với nhau. Biết chuyện đó không? Một thầy tỳ kheo là không được nhát ma người khác. Tại vì có nhiều người, người ta yếu tim, người ta chết chết tích thiệt luôn á. Tại vì sao? Vì nó có xảy ra rồi. Ban đêm á, ông thì sợ ma, ông thì hay hù. Thì cái ông mà hay hù thì ông biết cái ông sợ ma, biết tẩy mà, cho nên rình rình ông kêu ra vô cái mễ vồ thì ông này ông la, ông hét, ông mất oai nghi, mất oai nghi. Thầy tỳ kheo mà chạy cùng đường la má má. Mà trong khi đó nghĩa của chữ tỳ kheo là gì? Tỳ kheo có ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất sĩ. Bố ma là mình phải khủng bố ma, còn này mới vừa hết bị ma bố. Nghĩa của chất tỳ kheo đã không có rồi mà còn oai nghi tế hạnh không có, không được. Cho nên trong luật á, không có cho các thầy nhát ma với nhau. Mặc dù là vui thôi, nhưng mà nó cũng thể hiện rồi, nó động chúng. Tại ví dụ như nửa đêm nửa hôm ta đang ngủ vậy nè đó, ví dụ như tối nay mà ai đang ngủ gì thì 2-3 giờ sáng mà chạy rừng rừng nói ma rượt chắc cái chùa này không có ai ở, thí dụ vậy. Cho nên mình làm cho người ta sợ hãi, thậm chí mình biết cũng không nên nói cho người ta sợ, phải nói khác đi. Thường thường mình biết cái gì nó xấu không có nên nói, mà nếu có nói mình tìm cách mình tháo gỡ cho người ta, mà làm cho người ta bớt giảm đi. Thường thường quý vị thấy người ta khéo lắm, thí dụ như cái người đó đang bước tới gặp, đang chuẩn bị đạp một con rắn, thì con rắn đang quấn kia, ta thấy rồi, ta tới ta nói, ta không có la lên, là ta tới ta dỗ vậy, sao khỏe không, đâu bước qua đây với tôi coi, bước nhẹ nhẹ coi. Người đó vừa bước ra khỏi cái chỗ đó, đẩy họ ra, hồi nãy anh đứng ngang rắn đó. Nhưng nếu như mà mình thấy người ta đứng ngay đó, mình hét lên rắn kia, là thế nào chị kia cũng bị rắn mổ, có phải không? Đó là vô quý thí. Mình đi thăm bệnh người ta, thấy người ta bệnh, biết ta sắp chết đó, cũng đủ nói, sao sắp chết rồi có chuyện gì nói không? À, tiền của gì nói tôi nghe coi, muốn thầy nào tụng kinh. Ta đang sợ hãi mà nói mấy chuyện đó chi. Cho nên đó, Phật có một cái ấn, ấn này gọi là ấn gì biết không? Ấn làm cho người ta không có cảm thấy sợ hãi, gọi là vô quý thí ấn. Ấn vô quý thí này Phật làm gì khi gặp, Phật gặp người bệnh? Cầm tay, không sao đâu, ráng dưỡng bệnh đi. Ở xứ Mỹ này bác sĩ giỏi lắm, người ta tận tâm tận tình, người ta lo lắm, yên tâm dưỡng bệnh nha. Nhớ nghe lời bác sĩ, lấy cái tay. Người kia đang sợ, lấy cái tay để trên vai. Khỏe nha, yên tâm, có chúng tôi đây, chị đừng có lo. Đem cái bàn tay này, nó truyền tải cả cái tấm lòng của mình vào trong cái năng lượng đó. Cho nên đó, quý thầy làm gì cũng sờ lên. Tại vì mình lấy cái bàn tay mình là cái ấn, mà cái ấn này á, là tất cả những cái nội tâm nó biểu lộ và nó đưa lên cái năng lực. Quý vị có con nóng nảy, ngày nào nó cũng lấy nước nó uống hết, mình mua kết kết về mình để đó. Bây giờ để đó, nhưng mà thêm chút lực của mình nữa, mỗi ngày đi ngang cái đống nước đó để tay lên, nhắm mắt lại rồi cầu nguyện Đức Dược Sư, Đức Quan Âm cho con của con uống nước này, tâm tánh hiền hòa, bớt nóng nảy. Cũng đâu có sao đâu, thay vì mình để nó cũng lấy uống. Nhưng bây giờ mình đưa cái lực mình vô, cái tâm của mình vô, cái tình thương, cái mong mỏi của mẹ, của cha vào trong đó. Cái đó gọi là gì? Gia trì.
Gia là mình liên tục, gia trì là mình làm cho nó liên tục cái tâm niệm của mình vào đó. Mình nấu cơm cho con ăn, có nhiều người mẹ nóng nảy, thằng quỷ đi cho đã thì về báo thì bao nhiêu quỷ sứ rồi trong này, thành đứa nó ăn nó thành quỷ là phải rồi. Mình vừa nấu cho nó, mình kêu nó là quỷ mà nếu mà nó mà ly, mày ly như quỷ. Nó nói thì mẹ ngày nào cũng kêu cô thằng quỷ. Gia trì của đó, nguyện cho con của con ăn cơm của con nấu, tâm tánh từ, đừng có sợ. Nó nấu đồ mặn không được niệm Phật, don't worry. Cái quan trọng là cái tâm lực của mình, nó không ăn được cái kia thì cứ nấu gì nó ăn bình thường, nhưng mình gia tâm mình vô đó, ấn hết. Đó là những thủ ấn hết. Quý vị mà đi, có bao giờ mình đi thăm bệnh mà mình làm những cái cử chỉ đó không? Có không? Có chứ. Thậm chí mình cầm tay, mình an ủi, mình nói chuyện, rồi có nhiều khi mình lại mình bóp tay, bóp chân, vừa nói mình vừa nói chuyện. Thì cái tâm lực của mình đi vào đó, đó là vô quý thi. Còn ta đang ta bệnh, trời ơi chị biết không, bạn tôi trong hãng bệnh y chang chỉ có 2 ngày chết. Trời đất ơi, người ta đang khổ gần chết, mình vô cũng nói gì đó toàn là những cái câu mà nó nghe kinh điển không hả. Cho nên nếu nói bố thí, tại sao phải bố thí? Vì bố thí độ cho mình vượt được cái tâm bỏng sẻn. Và muốn thực hiện cái tâm, cái lòng bố thí đó, Phật dạy có 3 phương pháp: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy. Cái này gọi là thí tam độ hành. Tức là mình có 3 phương pháp ứng dụng để độ được cho người ta hết khổ. Mà trong cuộc đời này có nhiều khi người ta đâu có đói cơm áo gạo tiền, người ta đói tình thương, người ta đói hiểu biết, người ta đói một cái người hiểu mình, cảm thông cho mình, mặc dù tiền của người ta rất nhiều. Có nhiều gia đình tiền giàu lắm nhưng vợ không hiểu chồng, chồng không hiểu vợ, con cái không nói chuyện được với cha mẹ, thành thử ra tiền rất là nhiều, đêm nào cũng đếm tiền mà vừa đếm vừa khóc, tại vì khổ đau. Cho nên cuộc đời này mà tìm được một người tri kỷ mà để mình chia sẻ, đó là một hạnh phúc. Người ta thường có cái câu đó, quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, kiếm được tri âm có mấy người. Nói theo Vũ Thành An, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Mà tại vì cái đó nó không có còn gì để nói, bài hát không tên. Nỗi buồn không có tên, tại vì kêu cách nào cũng không đúng tên nó. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Là bố thí có 3 cách phải không? Rồi, trì giới gọi là thi. Thi này là nói tắt, nói đủ là thi la, từ tiếng Phạn thi la. Thi la là gì? Là giới, dịch nghĩa là thanh lương. Cái gì nó làm cho nơi đó thanh lương mát dịu, nó phải có giới trong đó. Vì sao? Có sự ngăn nắp, có sự trật tự, có sự phòng hộ. Bố thí độ sang tham. Trì giới á, thì độ cái gì? Trì giới là độ cái tâm gọi là phạm giới. Khi nào giải đãi mới tinh tấn độ giải đãi. Lâu lâu nhắc tuồng. Bố thí trì giới thì Đức Phật dạy á, thí dụ bây giờ quý vị nói tôi muốn giữ giới, bây giờ giới nhiều quá làm sao giữ, nghe 5 giới cũng ớn nữa. 5 giới là tôi phạm 1, phạm 2 gì đó. Bây giờ Đức Phật dạy á, tất cả các giới nó chỉ nằm trong 3 cái này thôi. Giới, 5 giới, bát quan trai giới, sa di giới, thập thiện giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, bồ tát giới, tất cả nó nằm trong 3 câu này. Ai muốn thể hiện được sự trì giới
ráng thực hiện ba câu này. Thứ nhất, nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi giới là gì? Nghĩa là giới hành trì tất cả những cái luật giới và oai nghi. Nói cách đơn giản là không làm các việc ác. Bây giờ quý vị thấy tất cả sự phạm giới là từ cái tâm gì? Từ tâm xấu. Bây giờ mình nói gọn ngay là tôi không làm việc ác. Cái việc gì sai quấy là không làm. Không cần nói giữ giới mà giữ giới. Cho nên ở trong Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ cũng có câu đó. Cái gì... Nếu mà mình đã là người tỉnh thức thì đâu cần phải lo gì chuyện phạm giới. Cái tâm mình bình lặng thì đâu cần phải nói chuyện thiền không thiền. Cũng giống như cái câu mà thí dụ bây giờ quý vị không khởi tâm tham, không có cái tánh tham thì dù ai để của cỡ nào cũng không tham. Thì nó tương ứng với cái câu mình hay tụng đó. Cái câu mình hay tụng là gì? Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Cái tâm tôi nó tịnh rồi, cho nên anh có để bao nhiêu tiền của tôi đi nữa thì tôi cũng bình thường, tôi không có dính mắc gì hết. Cho nên cái chỗ mà chúng ta phạm lỗi là tại vì mình chưa có thực hiện. Mình nghĩ giới nó mênh mông, nhưng mà thật sự nó đơn giản là đừng làm việc ác. Bởi vì tất cả sự phạm giới nó từ cái ác mà ra. Vì vậy cho nên nhà Phật mới đưa ra là không sát sanh. Không sát sanh là không làm ác. Không trộm cắp là không làm ác. Không tà hạnh là không làm ác. Không lường gạt là không làm ác. À. Rồi, muốn trì giới phải không? Thì mình làm chuyện đầu tiên tự nói với mình, nguyện không làm điều ác. Cái câu này trong tiếng Hán gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp là gì? Là thu nhiếp, là hành trì tất cả các cái luật nghi. Chữ luật nghi là hai chuyện để thực hiện đó, luật giới và oai nghi, gọi là luật nghi đó. Chẳng hạn như các thầy các cô là phải có luật nghi đó. Đi đứng, nói năng, ăn uống, vân vân. Rồi câu thứ hai là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện là thu nhiếp, ta làm, nói đơn giản là làm tất cả việc lành. Việc gì mình lành là mình làm. Cho nên hạnh của Bồ Tát đó, lợi hành. Trong tứ nhiếp pháp đó, bốn cái pháp mà Bồ Tát làm là lợi hành. Thấy cái gì có lợi cho chúng sanh là mình làm. Rồi cái cuối cùng là gì? Nhiều ít hữu tình, giúp đỡ cho mọi người. Hồi nãy quý vị ăn cơm, quý vị có làm ba cái muỗng cơm lạc đó không? Muỗng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Xin đại chúng nhớ ba câu này, từ đây về sau mỗi bữa ăn của mình đều thực hiện ba muỗng cơm lạc đó hết. Quý vị đừng có đợi ăn chay mới làm chuyện đó. Ăn mặn, ăn gì không cần biết, cứ trước khi ăn cơm múc ba miếng cơm lạc lên. Thật sự ra mình không múc cơm gì mình nói cũng được nữa, nhưng mà thể hiện lấy muỗng cơm lạc lên, nguyện không làm điều ác. Tại vì có ăn cơm này để nuôi sống bản thân con, mà nuôi sống không phải để làm gì hết, để không làm điều ác. Muỗng cơm thứ hai để nuôi thân con, và thân con sống cũng không làm gì hết, để làm các việc lành. Muỗng cơm thứ ba này cũng nuôi con, và cũng không làm gì hết, chỉ để cứu giúp chúng sanh. Cứ mỗi bữa cơm quý vị làm vậy đó. Còn người nào mà giỏi nữa là cứ liên tục hết ba muỗng này làm ba muỗng kế. Thì suốt thời mình ăn cơm là giữ giới. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu đó, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch, đó lời chư Phật dạy. Ngày xưa ở bên Trung Hoa có một ông nhà thơ rất nổi tiếng tên là Lý Bạch. Thì ông đến ông thăm ngài Ô Sào Thiền Sư. Thì vị thiền sư này do ông ở trên cái ổ con quạ, cho nên ông có cái biệt hiệu là Ô Sào. Chữ Ô là quạ, Sào là ổ.
Ổ Quạ, thiền sư Ổ Quạ. Thì bạch cư vị nghe thiền sư nổi tiếng cho nên nói: dạ thưa ngài, xin ngài dạy cho con cái câu gì mà nó là nó gọn gãy để con tu. Thì ngài Ô Sào mới dạy ba câu đó đó: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sạch. Ông cười, ông nói tưởng thiền sư dạy cái gì cao siêu. Cái câu này con nít 8 tuổi nó cũng thuộc. Thì ngài thiền sư Ô Sào mới trả lời: đúng rồi, con nít 8 tuổi vẫn thuộc, người già 80 tuổi làm không xong, làm chưa xong. Làm sao mà mình xác định cái chuyện đó làm xong? Tại vì đôi khi mình là Phật tử, mình là người tu, nhưng thỉnh thoảng đâu đó trong cái cách nói của mình nó chưa có lành. Thí dụ như là mình đi chùa, mình tu, mình giữ thậm chí tới giới Bồ Tát luôn, vậy mà mình ghét một người nào rồi á, đừng có tới gần nhỏ đó, đừng chơi nhỏ đó, đừng cho nhỏ đó ăn uống đó. Thật ra là mình nói một cách rất là vô, mình nhưng mà mình đâu có biết rằng trong cái lời nói đó của mình nó đã thể hiện lên cái câu gọi là gì: không có độ chúng sanh. Người ta được sắp sửa được giúp rồi, mình tới mình nói một câu cái ta rút lại ta không nói. Và thậm chí là nếu người kia có lỗi là lỗi với ai? Lỗi với mình thôi, chứ họ có lỗi gì với người kia đâu mà biểu người ta đừng giúp. Mà cũng chưa chắc là người ta lỗi với mình thật sự nữa, tại vì mình chấp vào mình mới cho người ta lỗi thôi. Cho nên chuyện này còn phải hạ hồi phân giải. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, và nhiêu ít hữu tình. Vậy thì bây giờ các vị mà thọ giới Bồ Tát á, các vị ghi danh mà thọ Bồ Tát giới đó, là các vị đã trải qua 3 lần thọ giới. Lần thứ nhất quý vị thọ tam quy ngũ giới, đó là quý vị thực hiện được câu đầu Phật dạy là đừng làm các việc ác. Rồi khi nào quý vị ăn chay được 10 ngày, quý vị thọ thập thiện, là quý vị bước lên câu thứ hai là nên làm các việc lành. Tại vì bên ngũ giới mới nói có một chuyện à: đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng tà hạnh, đừng nói dối. Nhưng mà qua tới thập thiện là nói thêm nữa à: đừng giết người mà phải phóng sanh, không giết mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà phải chánh hạnh, không nói dối mà phải nói thật, không đâm thọc mà phải nói lời hòa giải, không có thiêu dệt, mắng rủa người ta mà phải nói lìa hiền hòa, không có nói lời vô ích mà phải nói lời có ích. Chẳng những giảm tham, mà muốn giảm tham thì phải tập sống biết đủ và bố thí. Muốn giảm sân thì phải tập quán từ bi. Muốn giảm si thì phải tu nhân duyên trí tuệ. Đó là bước lên cái bước thứ hai của thập thiện. Rồi bước lên thứ ba là nhiều ít hữu tình, độ tất cả chúng sanh. Tại vì thọ tới giới Bồ Tát rồi là gì? Sống cho người hơn sống cho mình. Cái phần mà lợi tha nó nhiều hơn phần tự lợi. Phật giáo có hai từ phải không? Tự lợi, lợi tha. Tự lợi cho mình và giúp cho người khác được lợi. Đó, ví dụ như á, mình mua được món hàng rẻ, mình giới thiệu cho người khác mua, đó là lợi tha. Còn mình mua rẻ cái mình nói đừng nói, để cho nó vô mắt chơi, tại vì bữa hổm nó không có nói tao. Ví dụ đơn giản vậy thôi. Chứ mình nhìn luôn mình thấy là trong cuộc sống của mình đã nhiều khi mình nói là mình Bồ Tát, mình Phật tử, chứ nhiều khi cái cách sống của mình nó li ti lắm. Mà cái khổ của chúng sanh mình là ở những cái chỗ li ti này, gọi là vi tế hoặc. Và mỗi ngày chúng ta tụng cái bài tụng công phu sáng á: hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Con trừ được cái thô nhưng mà cái vi tế con làm chưa được. Con không thích ai á, con không nói đâu, thấy một cái rồi cũng đi, con không nói đâu. Mà thậm chí con muốn cho người khác biết thì con biểu lộ một cái gì đó khó ưa, khó gần, nhìn cái tướng thấy ghét rồi vân vân. Cho nên cái đó là vi tế đó. Mà người tu và Phật tử đôi khi mình bỏ được những cái thô, người ta không thấy mình giận tức, nhưng mà ta thấy ngầm
trong trong duy thức học có phân tích cái tâm mà phiền não mà vi tế của mình hay lắm. Cho nên phiền não nó hai loại ha, căn bản phiền não và chi mạc phiền não. Chi mạc là gì? Cành nhánh. Căn bản là nổi giận, nhưng mà cành nhánh là giận kiểu nào? Có người giận qua ánh mắt, có người giận qua nghiến răng, có người giận qua hành động, có người giận đập cửa cái rầm, có người giận quăng cái chén, có người giận đập cái phone, 5 phút sau cầm lên tiếc quá. Thí dụ vậy. Cho nên chi mạc là những cái thể hiện của cái căn bản đó. Bố thí, trì giới. Hồi nãy bố thí có ba thứ rồi phải không? Trì giới cũng ba việc: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, cứu giúp chúng sanh, gọi là nhiêu ích hữu tình. Cho nên các vị nào thọ giới Bồ Tát á, các vị phải thọ tam tụ tịnh giới, là ba cái này nè. Vì tất cả các giới không ngoài ba cái câu này. Sở dĩ mình không làm, không làm, không làm vì gì? Muốn bỏ các ác thôi. Rồi nên làm, nên làm, nên làm là gì? Muốn làm tất cả việc lành. Cho nên các vị mà thọ giới, người ta có hai phần: chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là phải nên làm những việc cần dừng lại. Chỉ là dừng, nên dừng lại cái chuyện đó, và nên làm những việc cần làm, gọi là tác trì. Phải chỉ trì, mà không chỉ trì mà hãy làm là phạm, cho nên gọi là chỉ trì tác phạm. Mà nếu nói ra phân tích nữa là dừng nè, trì giới nè, hãy mà làm là phạm. Rồi bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục độ cái gì? Độ sân si. Tại con người mà không nhẫn thì nó thể hiện lên sân. Mà ai cũng nói phải nhẫn, cho nên đám cưới phải đeo nhẫn. Ông bà mình á, trong các thí dụ ha, bây giờ phải gọi ví dụ đây. Bây giờ mình chơi bạn với nhau, nếu mà giữa mình với người bạn đó mà không hợp, không thích nhau nữa, thì mình làm gì cho đơn giản? Nghỉ chơi, bo bo xì. Anh em mà đôi khi anh em ruột á, mà không thích nhau thì cũng có thể không nhìn nhau, không tới với nhau. Nhưng mà giờ cái người này là mình nhận làm chồng, mình nhận làm vợ, rồi sống với nhau có con rồi, là cái sợi dây nó cột rồi. Giờ làm sao đây? Bỏ thì thương, mà vương thì nặng. Bây giờ á, muốn được cái chỗ đó, muốn vượt qua cái chỗ đó, mỗi ông, mỗi anh, mỗi chị khi đám cưới phải đeo vô một chiếc nhẫn. Chữ nhẫn đó là gì? Là chịu đựng. Mà chịu đựng không có nghĩa là mình cắn răng chịu đựng, tại vì cắn riết răng rụng còn nú không cũng được. Chữ nhẫn này là gì? Theo cái nghĩa này là gì? Bây giờ nghĩa này là bao dung. Cái nồi mình bao lớn thì cái vung mình sẽ bao lớn. Cái tâm mình bao nhiêu thì mình sẽ chứa đựng được bao nhiêu. Đó. Cái ly này nhiêu đây thì chứa nhiêu đây nước thôi. Cái chánh điện này nhiêu thì chứa được mấy trăm người, chứ còn vài ngàn người không để. Cho nên hãy cái nồi bao nhiêu, cái lượng nó bao nhiêu thì nó dung chứa bao nhiêu. Vậy thì cái chữ nhẫn đây đó là mình chấp nhận, bao dung và đi tới. Thật sự Pháp Hòa biết đó, nhiều khi vợ chồng mà sống được với nhau mấy chục năm đó, bộ lúc nào cũng cũng ngọt ngào đó, trời ơi, ngậm bồ hòn qua đò không. Nhất là nếu mình sống trong một văn hóa Việt Nam, mình không muốn con cái mình nó bơ vơ, nó khổ, mình không muốn bà con lối xóm đủ thứ cái sợ hết á, để rồi nó giữ mình. Nhưng mà người nào mà có tu á thì sau một cơn thời gian nhẫn rồi khỏe rồi. Tại vì bây giờ không còn đau khổ của cái sự khó khăn này nữa, mà cảm thấy gì? Đây là cái nguyện của mình, đây là cái hạnh của mình, chứ không phải là một sự chịu đựng khổ đau. Vì vậy mà Đức Phật dạy, nếu muốn thể hiện nhẫn, chúng ta thể hiện qua ba việc. Thứ nhất á, là mình nhẫn được những cái điều mà người khác đến với mình. Nói đơn giản là nhẫn với con người. Hôm qua giờ quý vị ở đây, ngày mai còn thêm ngày nữa,
Có thể tối nay đông hơn nữa. Mà nếu mà không có nhẫn giữa con người với con người đó, hơi mệt ạ. Cái này gọi là sanh nhẫn. Sanh nhẫn. Nói cái chuyện mà cái chị kia chỉ tụng kinh trật chữ hoài, trật nghiệp mà chỉ cứ thích ngồi gần tôi là tôi cũng hơi, cũng hơi khổ đau rồi đó. Nhưng mà nếu mình quán lại, mình nói may bạn ngồi với mình á, bạn ngồi với người khác là bị dũa rồi. Tại bà tụng mong theo mỏ, bà ỷ bà có cái mỏ bà đi trước không à. Thậm chí trên này tôi thỉnh cái bon mà bọn chưa chịu dừng nữa. Hồi đó có hoài có một ông sư huynh, ông bị lãng tai nặng lắm. Pháp Hòa đi tu năm 15 tuổi, ông đi tu năm ông 80 mấy tuổi. Là quý vị biết hai thế giới không? Mà sẽ phải sống chung với nhau. Chung một phòng mà chỉ có cách nhau có hai gang tay thôi. Một cái phòng ngủ cách nhau hai cái giường chỉ có hai gang tay. Quần áo của Pháp Hòa đó, là nó nằm ở trong cái rổ đựng sữa ở trong mấy cái tiệm đó. Lượm mấy cái thùng đó về rồi để quần áo xuống, tập vở của mình là những cái thùng đó chồng chồng lên. Ông lãng tai mà lên tụng kinh thì nghĩ mình là sư huynh, cho nên phải chủ lễ. Ông lên ông chủ lễ: Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Tại ông người Bắc nè. Rồi mình thì tụng theo kiểu miền Nam quen rồi: Đấng Pháp Vương vô thượng. Nghe cải lương không? Rồi ông lên ông cứ người, có cái kiểu tụng của người: Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Rồi cái mình đi trước rồi, cái ổng đâu có nghe. Ổng nghe cái mình tụng đường khúc, cái ổng tụng nghe chỗ ổng dừng. Mình phải đáo trở lại mình tụng với ổng. Trời ơi, tụng kinh bữa nào mà cũng nó vuốt xuống. Tại vì huynh đệ sống chung mà, có hai huynh đệ, một người 15 tuổi mà một người 80 mấy tuổi, mà thật sự là rất thương, rất hiểu. 8 giờ là đi ngủ mất tiêu rồi. Đi ngủ là phải tắt đèn, không cho mình mở đèn học bài. 2 giờ sáng mình đang ngủ, bật dậy mở đèn lên. Quý vị thấy cảnh hai vợ chồng không? Già và sanh tật vậy đó. Pháp Hòa đi học, ông ở nhà chỉ làm một nhiệm vụ thôi. Người Bắc gọi là thổi cơm. Chú đi học nhé, tôi ở nhà thổi cơm nhé. Thế là ông cứ đếm thôi. Thầy một bát, tôi một bát, chú Pháp Hòa hai bát. Thế là ông nấu đủ bốn bát. Bữa nào mà chùa có khách một cái là chú Pháp Hòa nhịn đói. Mà hạnh phúc như thường, không có phiền não gì hết. Có hiểu mới có thương. Mình không hiểu sao mình thương? Mình hiểu là ông lãng tai, mình hiểu là ông lớn tuổi, và mình hiểu một chuyện nữa là nhỏ không có khuyến nói. Thấp cổ bé mồm. Mà sống chung như vậy bao nhiêu năm trời. Có những khi á, sống chung với các thầy, mà có những thầy nào mà thích nghe băng cassette á, quý vị nhớ cái thời đó băng cassette. Mở băng lên cái hết 45 phút cái ông bấm cái cục, mở chở, mấy thầy khó ngủ đâu có ngủ được. Rồi bắt đầu nội kết. Ngủ không được thì ngày mai bực bội, ngày nay quá ngày kia, cuối cùng bây giờ ông Pháp Hòa vô nằm chung đi chứ còn tụi tôi chịu hết nổi rồi. Hãy chỗ nào mà không có điều hành xử lý gì được là cứ đẩy vào vô. Tại vì sao phải không? Ngủ như chết. Em được có một cái Phật thương, nằm xuống thì ngủ, không có biết, chưa biết lại chỗ. Nhờ vậy mới đi ta bà được nè. Không có khó ăn. Chứ nếu mà khó ngủ mà khó ăn nữa thì xí lắc léo à.
Không biết nữa, mai mốt mình già sao không biết ha. Nhưng mà tạm thời bây giờ thì chưa đến nỗi. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng là tại sao Pháp Hòa được như vậy là gì? Có hiểu mới có thương. Khi mà quý vị sống chung rồi, quý vị sẽ thương Phật lắm. Quý vị thương Phật mà Phật đã đề ra hai cái đề mục tu, đó là từ bi trí tuệ. Nói đơn giản là từ bi là hiểu, trí tuệ từ bi là thương, trí tuệ là hiểu. Understanding and loving. Mình không hiểu mình không thương được đâu. Mình nuôi một người bệnh mà mình không hiểu người bệnh đó, mình bực bội với người bệnh đó. Tại vì người bệnh đó hay bực bội, bức bách, thì mình không hiểu mình cũng dễ đi vào cái chuyện đó. Cho nên sanh nhẫn là giữa con người với con người. Thứ hai, an thọ khổ. Hồi nãy gọi là nại oán. Có nhiều khi người ta trách mình, nhưng mình chấp nhận. Thí dụ như quý vị nuôi cha mẹ già mà lẫn tiền không biết để đâu, mà bao giờ đưa mình đâu mà cứ đổ thừa mình ăn cắp. Ở đây có ai bị cảnh đó không? Đi ra hàng xóm nói con tôi nó đâu có cho tôi ăn. Phải không? Thí dụ vậy. Nhưng mà mình phải hiểu cha mẹ mình bệnh mà. Mà nếu mà cái người khác mà họ không hiểu, họ có thể hiểu lầm mình, nói mình không có thương cha mẹ. Nhưng khi họ gặp rồi họ hiểu. Cho nên cái đó gọi là sanh nhẫn. Bây giờ tới pháp nhẫn nè. Nóng bức, khó chịu, lạnh, vân vân. Pháp Hòa nghĩ á, quý vị nào mà ở những cái quốc độ mà thời tiết nó thay đổi, đó là một cái chuyện mà mình phải học cái sanh, cái pháp nhẫn nhiều lắm. Mà nhiều khi cái pháp nhẫn này nó đi vào trong con người á, tại vì có những người sáng nắng chiều mưa. Có không? Đó. Có những người sáng nắng chiều mưa, mà thậm chí bản thân mình á là ghét gió kỵ mùi sương. Nắng không ưa, mưa không chịu. Pháp nhẫn là những cái hoàn cảnh. Những hoàn cảnh. Rồi cuối cùng là gì? Đến khi nào mình nhẫn. Cái đó gọi là đế sát pháp nhẫn. Nghĩa là mình nhẫn vì mình biết được tất cả những cái bản chất của các pháp, để chúng ta nhẹ nhàng. Ví dụ bây giờ đang ở Texas nóng, mình biết là mình ở cái xứ này đến tháng này là nó phải nóng vậy. Giống như Pháp Hòa ở Canada, thường là tháng 11 là bắt đầu mùa đông, nhưng có nhiều năm mới tháng 9 mà đã có tuyết. Rồi có nhiều khi mình thấy tháng 4, tháng 5, tháng 6 là tuyết tan, khỏe rồi. Vậy mà giữa tháng 6 vẫn có tuyết. Pháp nhẫn. Nhưng mà mình hiểu được các pháp như vậy, cho nên mình bình an, gọi là gì? Vô sanh nhẫn. Hiểu được cái bản chất. Giống như quý vị hiểu được bản chất của mọi người. Rồi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục có ba cách nhẫn. Nhẫn người, nhẫn việc, và nhẫn bản chất thực tế của các pháp. Chẳng hạn như ăn cơm, cho tôi xin trái ớt, mới vừa cắn vô, sao ớt cay vậy? Ok vậy. Ăn ớt thì phải biết bản chất cay. Ăn khổ qua thì biết bản chất nó đắng. Mình sống như mỗi người, mình biết bản chất của mọi người. Hiểu rồi mình thương được. Rồi, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì độ sân giận, phải không? Rồi tinh tấn. Tinh tấn độ giải đãi. Siêng năng thì độ được cái lười biếng. Thế nào là tinh tấn và thế nào là giải đãi? Chữ tinh là gì? Chữ tinh nghĩa là tinh tường. Clearly. Understanding deeply, clearly. Mình tinh tường cái việc đó, cho nên mình siêng năng mình làm. Giống như mình tin tưởng rằng á, mình chịu khó tổ chức một khóa tu. Mọi người về tu mình rất là cực. Tại vì có đôi khi người ta không có bằng lòng với những gì mình lo cho người ta đâu. Mình cực lắm. Nhưng mình biết cái đó không có quan trọng. Quan trọng là mình đã đem hết tấm lòng của mình cung ứng cho một số lượng lớn.
để người ta có an lạc trong 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày gì đó, chuyển hóa được cho người ta. Vì mình hiểu được cái đó cho nên mình siêng, chứ không có lười biếng, không có chán nản, không có buông xuôi. Có nhiều khi mình làm gì chứ người ta không appreciate đó, mình dễ bỏ cuộc lắm. Người ta không có trân quý những gì mình làm cho người ta, mình chán lắm, không muốn làm nữa. Cho nên cái tinh tấn là tin tường sự việc, cho nên siêng năng. Còn thế nào gọi là giải đãi? Khi nào cái thân của mình mà nó mệt gọi là giải. Cái tâm ý của mình nó nghe lời cái thân mình để nó không vượt được là đãi. Thí dụ như mình cái thân mình nó mỏi quá mà giờ tới giờ phải đi nấu cơm, thì cái thân, cái tâm mình nó nói thôi thân mệt rồi, ở nhà đi, rồi bất quá thì người ta xuống người ta tự lo, thí dụ vậy. Cho nên mình không có được vượt được cái siêng năng đó, cho nên gọi là giải đãi. Hễ cái thân nghe lời cái tâm hay ngược lại. Thì Đức Phật dạy á, nếu mình muốn có cái tinh tấn á, mình phải thực hiện ba việc. Thứ nhất là mình phải mặc áo tinh tấn, mặc áo giáp. Tiếng Hán gọi là bị giáp tinh tấn. Bị giáp nghĩa là mình mặc cái áo giáp. Chữ bị là mình cái áo giáp đó. Mình phải mặc cái áo giáp tinh tấn là tại vì sao? Thường thường người siêng năng á, có đôi khi không được người ta trân quý mà người ta nói những lời khó nghe. Ví dụ như 5 người mà 4 người làm biếng, con mình siêng mình làm đúng việc là thế nào cũng bị chỉ trích. Tại người ta không thích. Người ta không thích mình siêng năng kiểu đó, cho người ta nói những lời khó nghe. Nhất là mình ở trong một cộng đồng, có khi mình sống chung với một đoàn thể nào đó, đó siêng năng lấy lòng cấp trên vân vân, mình dễ bị cái đó. Cho nên phải nhớ là khi mình đã siêng năng thì phải mặc một cái áo giáp. Tại vì trên đời này có đôi khi mình chưa chắc mình siêng năng mà được người ta trân quý. Người ta luôn luôn người ta chỉ trích, và người ta thậm chí còn nghi ngờ cái sự siêng năng của mình. Nhiều khi mình thấy người đó mình tốt với họ, cái nó rồi đó chắc có ý đồ gì đấy mới làm chuyện đó. Cho nên nếu mình không mặc được cái chiếc áo giáp, mình dễ bỏ cuộc lắm. Tại vì mình nghe người ta nói cái mình dễ bị thối chí. Thứ hai á là nhiếp thiện tinh tấn. Nếu mình, tại sao mình phải siêng, là tại vì mình có trong đầu mình, trong cái tâm tư mình, một cái hoài bão làm việc tốt. Nhưng mà nếu mình không có được mình không có được cái tinh tấn này, nó không có lôi mình được. Không có cái điều thiện nó không lôi mình được. Phải qua ví dụ nha. Bây giờ quý vị làm biếng niệm Phật. Hôm nào mình làm biếng niệm Phật á, thì mình phải suy nghĩ vậy nè. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Nhẫn nhục là nhân, thành Phật là quả. Tức là mình phải lấy một cái ý, tại sao mình phải chịu cực này, tại sao mình tạo cái nhân này, là vì mình thấy được cái quả. Cái đó gọi là gì? Nhiếp thiện, tức là mình phải dùng cái điều thiện để nó trấn át đi cái sự giải đãi của mình. Có đôi khi các tổ lại có một cách khác gọi là đối trị, tức là nói những cái chuyện lỗi lầm đọa lạc để mình sợ. Chẳng hạn quý vị đọc kinh, quý vị nghe nói làm việc này cái đọa địa ngục, làm việc kia đọa địa ngục, cái nhờ mình sợ cái địa ngục quá cái sao không dám làm quấy đó. Cái đó cũng là một hình thức lôi mình ra khỏi cái lỗi lầm. Phong Hòa hay đọc đại chúng nghe cái bài kệ mà mấy chú tiểu mà được quý ngài lớn mà dạy, sáng mà chuông báo rồi mà chưa chịu thức, văn chung ngọa bất khởi, hộ pháp thiện thần sân, hiện đời duyên phước bạc, lai thế thọ xà thân, nghe chuông nằm không ngồi dậy, các vị hộ pháp thiện thần sẽ nổi giận với mình. Đời này thì phước của mình bị mỏng, đời sau đọa làm rắn. Nghe vậy cái ngồi dậy không có dám giải đãi. Thì cái trường hợp mà chúng ta kiếm một cách nào đó để giúp mình vượt qua được cái giải đãi, cái lười biếng, cái đó gọi là nhiếp thiện tinh tấn. Hiểu ý không? Đó, ví dụ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Cái thứ nữa nè, nhiều khi á
con mình nó về nó làm gì đó, hay là nó về nhà nó biểu mình nấu ăn cho nó, nó rủ bạn bè về đó, nó kêu mình nấu ăn đi, mình mệt mỏi mình bực lắm. Nhưng bây giờ mình suy nghĩ lại, nếu như mà nó không kéo bạn nó về nhà thì nó sẽ bị bạn nó kéo. Bây giờ nếu nó đi á, thì mình không control được, mình không biết nó ở đâu, mình sẽ lo lắng. Nó đi mà mình lo, thôi chi bằng á, mình chịu cực một chút, nấu để cho nó đem bạn nó về nhà, nó ăn ở nhà mà mình còn thấy nó bình an để mình yên lòng. Quý hiểu ý không ta? Mình nghĩ một cách khác để mình kéo ngược cái buồn phiền, cái giải đãi của mình lại. Những thầy tu nhỏ ở đây á, nó cũng giống con mình vậy. Vì đôi khi mình cũng sợ các vị chưa có đủ cái sự tinh tấn mà vượt qua cái đời sống khó khăn, thì cái sự tu hành có dễ sa ngã mà nó không đáng. Cho nên đôi lúc á, Pháp Hòa phải chịu cực, làm những công việc hơn đệ tử mình. Tại vì cái mục đích chính là mình giữ nó ở trong cái đời sống của người tu. Nhưng mà nếu mà mình cái gì mình cũng đì nó hết á, thì nó chịu không nổi, nó bung mà chừng đó mình phải ôm hết nữa. Nói như vậy có nghĩa là mình tính toán, nhưng mà ở đây mình nói tới cái tâm tình thương của mình với đệ tử, cũng như cha mẹ mà thương con. Nhiều khi Pháp Hòa hư máy móc nửa đêm mà cần một cái việc gì rất cần, mà xuống thấy ngủ ngon, Pháp Hòa cứ đi lên, đi xuống, đi ra, đi vào, kêu thì không nở. Có nhiều khi tới giờ đi phi trường rồi, mấy thầy hứa tới giờ đó chở đi, mà nhất là cái giờ đi sớm, còn 10 phút cũng không dám gọi nữa, thôi để cho ngủ 10 phút nữa, rồi canh khi nào tới sát nút đó, mới bấm gọi. Mà gọi cũng không có nói gì, dậy chưa con? Dạ con dậy rồi. Ồ, chuẩn bị đi. Chứ không có nói giờ này chưa đi nữa hả? Không dám nói. Pháp Hòa thưa đại chúng, mà nói như vậy á là để rồi mình cũng cùng một cái cộng cảm với nhau. Cho nên nhiều khi đâu phải vợ mình muốn kêu giờ nào mình kêu, muốn biểu làm gì làm. Đôi khi mình cũng phải nhìn vào cái sự cực khổ một ngày của người đó. Đôi khi có khách tới chùa bất tử, rồi Pháp Hòa muốn mời khách ăn cơm mà thấy quý sư cô bận quá, Pháp Hòa không có nói gì hết. Pháp Hòa xuống và giáo cái bếp cái có đồ ăn, rồi tự động Pháp Hòa đi bới cơm. Đi bới cơm, đi hâm cơm, đi mời khách. Tại vì thứ nhất, đây là chuyện mình phát sinh. Thứ hai, người ta cũng đang bận, thôi thì mình xuống mình làm. Mình làm được việc đó, mình làm. Chứ cũng không phải xuống xỉ cái tôi muốn cơm các cô phải lo. Trừ trường hợp không làm được thì Pháp Hòa mới nói một tiếng, Pháp Hòa đang bận quá, bây giờ có khách vô quý cô giúp giùm cho vài dĩa cơm. Cái đó gọi là gì? Nhiếp thiện tinh tấn. Cho nên trong cuộc sống của mình, cái sự tu tập của mình nó không phải là cái chuyện cao xa mình làm được, mà nó ở trong đời sống của mỗi người. Nghe thì rất là chữ nghĩa, nhưng mà nó đơn giản vậy thôi. Bị giáp, nhiếp thiện. Cái cuối cùng là gì? Lợi lạc. Lợi lạc tinh tấn. Thấy cái gì lợi lạc thì phải siêng làm. Chẳng hạn bây giờ cái tối nay nè, trời mới vừa mưa xong, làm một cái vũng sình, mà ngay cửa đi ra mà mấy bác mà không thấy đường là té chết. Dù cực khổ cỡ nào cũng phải đi kiếm đồ lắp lại. Thà mình chịu cực một chút cho bây giờ, để khỏi cái họa về sau. Ai mà người ta đi ta trật chân cái phải khổ không? Đó, nhiều khi tối á, Pháp Hòa phải đi xuống dòng, đi coi cửa khóa chưa, rồi lò bếp tắt chưa, rồi thậm chí đi xuống coi thức ăn cất vô tủ lạnh chưa. Mặc dù mình biết các cô đã tương tất, nhưng để không có làm tổn hại của tam bảo, lỡ mà quên một cái mai đồ ăn nó hư hết. Nhất là những món ăn mà phải chuẩn bị cho một cái lễ. Nhiều khi Pháp Hòa đi xuống và coi, thấy chỗ này nó nóng quá, cái cơ hội nó hư có thể, Pháp Hòa phải dời.
Cho nên mình cái đó gọi là gì? Lợi lạc tinh tấn. Có những cái điều nó rất lợi, chỉ cần siêng một chút thì mọi việc nó sẽ ổn. Nhưng mà mình không siêng cái thì nó hư việc lớn hơn. Thôi bây giờ 10 độ mình nói 4 độ thôi, để cho mình độ đại chúng đứng dậy. Rồi bây giờ quý vị nhớ ha: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Nhưng mà mỗi cái đều có 3 phương thức, phải không? 3 phương thức. Mà tại sao chúng ta làm? Trước hết độ cho mình. Vì chúng ta đều bị, thay vì bố thí không có sân tham, cho nên bố thí độ sân tham, phải không? Trì đố, trì giới độ tội lỗi, nhẫn nhục thì độ nóng giận, tinh tấn thì độ lười biếng dại đại. Trước hết độ cho mình. Bây giờ rồi độ cho người, tự lợi rồi, mình làm được rất là tự lợi nè. Bây giờ muốn thực hiện lợi tha không? Đây là những phương thức. Như vậy một độ mà mình làm được á, lợi mình, lợi người đều có mặt. Hôm rồi Pháp Hòa có nói với mấy anh chị, có nhiều khi mình suy nghĩ lại, mình thấy mình hơi quá đáng với cái lá gan của mình, cái phổi của mình. Nó làm việc không ngưng nghỉ, nhưng mình hút thuốc thiệt là nhiều vô để mình tổn hại lá phổi của mình. Mình uống rượu thật là nhiều để mình tổn hại cái lá gan của mình. Vậy thì mình đâu biết, đâu có biết appreciate, không biết trân quý cái gan, cái phổi của mình, mà trong khi đó nó vì mình mà nó làm việc để cho mình sống. Tưởng sao mình trả ơn cho nó bằng cách là rượu với thuốc. Cho nên mình phải có cái tư duy lại. Phật cũng đâu cấm mình, nhưng mình phải biết cái đó như là những cái giải trí, những cái chút chút trong cuộc sống xã giao thôi, chứ không phải là xả láng. Có những trong cuộc sống này, có những cái nào mình nhận biết nó chỉ là những cái xã giao, hay là nó chỉ là những cái entertainment, giải trí, chứ nó không phải là cái chính. Cho nên ví dụ như lâu lâu trong một buổi giảng là chánh hạnh, nhưng mà nhìn xuống thấy đại chúng có vẻ như ngáp nhiều hơn cười, ngồi gật tới gật lui đồng ý nhiều hơn là hiểu biết nhiều, thì mình nói câu chuyện vui, ca một vài câu, cái đó là trợ hạnh. Ngồi đây nói chuyện là chính, nhưng lâu lâu nói một câu vui để đại chúng vui là trợ. Mình tu nó cũng phải có hai loại: chánh hạnh hay là trợ hạnh. Chánh hạnh là mình niệm Phật mỗi ngày, nhưng mà bữa nay ngồi niệm Phật tâm không yên, người nó bần thần, nó khó chịu, thôi đứng dậy, vừa đi thiền hành vừa niệm Phật, trợ hạnh. Cái đi là phụ, nhưng mà hôm nay mình ngồi sẽ ngủ, cho nên thôi đi. Rồi thậm chí lại Phật, mà nếu cần nữa nghỉ, không cần tu hành gì hết, không cần niệm Phật gì, mà cho cái cơ thể này nó được nghỉ ngơi, nó là trợ hạnh. Giống như mình nó tu hành bố thí là trợ hạnh, là vì nó tạo cái phước, và cái phước mà có mình tu nó dễ. Quý vị ăn một chén cơm là chín, đồ kho, đồ xào, món canh là chín, rồi trợ thêm gì, món salad, thêm miếng dessert hay gì đó là trợ. Cho nên mình hiểu được như vậy và mình nhận ra được cái cách tu, tu rất nhẹ nhàng, tu không có gì phiền muộn cả, mà tu mình vui và mình cũng thấy người khác cũng vui theo cái cách tu của mình. Mà tu như vậy, mình quảng cáo tu, ta thấy tu đúng, phải không? Cho nên á, thưa đại chúng, quý vị chọn cách nào cũng được, nhưng mà mình phải biết cái tâm của mình nó vô thường, cái thân của mình nó cũng thay đổi theo sức khỏe. Thì khi sức khỏe nó giảm, mình phải tùy duyên nó giảm mà mình tu. Hồi trẻ mình ngồi thiền 2 tiếng, già rồi ngọn tiếng bắt đầu nó mỏi, thì mình phải tùy cái duyên thân đó để mình tu. Ngồi 1 tiếng mà ngồi được lâu, ngồi được nhiều ngày, còn hơn ráng ngồi đúng khóa xưa giờ, ngồi gọi là Phật chứng, thì nói chừng vài bữa thôi là cái thân thể mình nó mòn mỏi, nó không thể tiếp tục, thì mình tu không thành. Cho nên Phật dạy tùy duyên điều phục, tâm hay thân cũng vậy. Cho quý vị thấy trong chùa, các thầy, các sư cô cũng vậy, trong chúng mà đông, trong 5 ngày, 1 tuần lễ 7 ngày,
tu và làm việc 6 ngày, con ngày phải cho nghỉ ngơi, không làm gì hết, không có thời khóa gì hết, cho đại chúng nghỉ. Ở bển là quý vị đi làm có holiday nè, phải không? Giữa ngày còn có break. Đó, đó là cái giây phút, đó là cái giây phút mà chúng ta dừng lại để chúng ta thả lỏng mọi việc. Pháp Hòa mà làm việc mà căng thẳng, nhiều khi mình làm trên cái computer, Pháp Hòa đứng dậy và đi xuống bếp làm gì một chút đó, đi tới lui ra ngoài chơi, thậm chí lên chánh điện quét dọn lau chùi chút xíu vô làm việc lại. Mình thả cái chỗ này ra đi, mình qua mình làm việc khác, cũng là tu, quét nhà cũng tu, lau chùi Phật cũng tu, cũng là làm việc, cho nên gọi là vô gián đó. Nhưng mà mình biết thay đổi cái cách một chút, cũng giống như mình nấu ăn vậy đó. Mình nấu cái món xào gì đó rồi cái ngày mai cái nó còn chút, cái mình gom lại cái thành ra món đồ kho. Nó cũng nó đó, phải không? Nhưng mà chúng ta biết thay đổi, ăn vẫn được và không có phí, mà làm cho cuộc sống mình nó thêm cái sinh động mà không có buồn chán. Tu tập như vậy gọi là lạc tu, mà hiểu được rằng cách này cũng được qua cách khác, miễn sao tâm mình vẫn ở trong cái phạm vi tu tập đó là vô gián tu. Mà có bao giờ mình dừng nghĩ cái chuyện đó đâu, gọi là trường tu. Thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, mình là mỗi chúng ta ngồi đây đều là một tài xế taxi hết, phải không? Bất cứ ai đến với mình là một hành khách. Đừng bắt hành khách đó phải là gì, mình cứ là một tài xế dễ thương cho đã, phải không? Mình cứ đối với người ta cho đã. Đó là nghệ thuật của một người biết làm ăn. Thôi thì chia sẻ với đại chúng. Dạ kính thưa thầy, thầy cho con hỏi. Theo con được biết, tiểu thừa nghĩa là bánh xe nhỏ, nhưng tại sao xưa lại hay sử dụng chữ tiểu thừa cho Phật giáo Nam truyền vậy thầy? Mong thầy từ bi giải đáp. Thưa đại chúng, cái từ tiểu thừa, đại thừa đó là được Đức Phật sử dụng trong những bộ kinh đại thừa. Tức là Đức Phật cho cái ý là khi mình sống mà mình chỉ không có chê, nhưng mà ở đây là mình làm cái sự độ sinh của mình ở trong cái phạm vi cho chính mình thôi, thì cái đó gọi là tiểu. Còn mình biết lân mẫn đến muôn người thì gọi là đại. Cũng giống như mình mở tiệm thôi, small business, cũng đâu có nghĩa là mình chê, phải không? Nhưng mà mình làm ăn nhỏ nhỏ, thì ở đây chữ nhỏ lớn nó không có cái ý khinh miệt, mà nó chỉ có ý để phân biệt thôi. Tự lo cho mình thì gọi là tiểu. Pháp Hòa nhớ có lần người ta mới hỏi Hòa Thượng Sư Ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, gọi là Đại La Hán và Tiểu La Hán. Thì Ngài mới nói một vị La Hán mà trong cái phạm vi lo cho mình, tu tập cho chính mình thì gọi là Tiểu La Hán. Đến khi cái tâm vị đó phát rộng lớn ra, độ sanh thì gọi là Đại. Thế thôi, chứ không có cái ý chê khen. Nhưng mà ở đây chỉ để phân biệt, để tránh cái trường hợp hiểu lầm. Sau này các vị cũng đề nghị là chúng ta không dùng cái chữ Tiểu Thừa để dành cho Nam truyền, Đại Thừa dành cho Bắc truyền, mà chúng ta nên gọi là Nam Tông Bắc Tông, hay là Nam truyền Bắc truyền. Nam truyền là gì? Tức là đạo Phật được truyền từ Ấn Độ về phía Nam của Ấn Độ gọi là Nam truyền. Đạo Phật được truyền về phía Bắc của Ấn Độ gọi là Bắc truyền. Còn nói cách khác là Phật giáo phát triển, tức là đạo Phật đi vào cuộc đời, nhập thế, tùy thuận mọi hoàn cảnh của chúng sanh mà chúng ta phát triển. Ví dụ như từ hồi Covid tới giờ, sự sinh hoạt của các chùa không ngưng là vì chúng ta có livestream, có Zoom. Sẵn đây Pháp Hòa cũng trả lời câu hỏi này luôn.
Thì có vị mới hỏi là nếu mình quy y qua Zoom như vậy có đúng pháp không? Và có linh thiêng không? Linh tại ngã, bất linh tại ngã, linh hay không là do mình. Cái ý quy y là gì? Là một buổi lễ cho chúng ta chính thức phát nguyện làm đệ tử Phật, và kể từ giờ phút này chúng ta ứng dụng lời Phật dạy trong cuộc sống của mình. Nói cách khác là biết làm mới bản thân, làm mới hạnh phúc gia đình. Chỉ cần mình nghe rõ cái vị thầy hướng dẫn mình, cái pháp nó thành. Cho nên trong pháp quy y á, nghe rõ lời nói của vị truyền giới và mình tự tâm mình phát nguyện, dù bất cứ hình thức nào nó vẫn thành tựu như thường. Ví dụ như qua Zoom, xin lỗi, quy y ta làm một cái công trình cả bạc tỷ bạc triệu mà còn qua Zoom mà vẫn kiếm bạc triệu được thôi. Không? Thành thử ra ở ngoài đường quy y cũng được nữa, miễn sao là cái vị thầy và cái người đệ tử quy y đó rõ ràng nghe nhau. Thầy hỏi giới thứ nhất, ý thức được khổ đau của sự sát sinh, nay giữ lòng từ bi, Phật tử nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì được không? Và giữ được, pháp quy y thành. Còn cái chuyện ngày nay chúng ta đến bằng Phật là bởi vì chúng ta cách Phật, không có Phật, thì chúng ta mượn hình ảnh Phật để làm cho buổi lễ đó có cái phần trang trọng. Còn nếu tùy duyên là bất cứ ở đâu mình hướng tâm về Phật, về Pháp, về Tăng là mình đã thành tâm với Tam Bảo. Tại vì Tam Bảo khắp mười phương, Tam Bảo không phải ở trong tượng Phật đó, nhưng mà ở trước bằng Phật chỉ để là một cái biểu tượng. Nếu có cơ hội nên làm để cho nó trang nghiêm. Còn do cái thời gian dịch bệnh, quý vị biết trong cái mùa dịch bệnh này, Pháp Hòa là một trong những thầy mà gọi là online. Pháp Hòa tụng đám tang qua FaceTime ở Cali này nè. Vừa rồi Pháp Hòa gặp vài gia đình mà Pháp Hòa đã từng làm đám tang cho họ qua FaceTime. Lúc đó dịch nặng lắm, quý vị không mời được ai hết, mà cũng chẳng hề biết Pháp Hòa nữa, cứ phone đại qua. Rồi Pháp Hòa nói thôi bây giờ nếu được thì quý vị cứ vô trong nhà hoàng đi, rồi quý vị mở FaceTime lên Pháp Hòa tụng cho. Rồi ở Việt Nam luôn, 10 giờ đêm của Pháp Hòa là Pháp Hòa làm việc cho tới khuya, là tại vì tối của mình là ở bên Việt Nam buổi sáng. Rồi người ta mất, người ta không được làm đám tang, người ta không được gì hết, tội nghiệp quá. Ta phone, người ta khóc, người ta khổ đau, cha mẹ người ta mất, mình an ủi người ta. Ồ, bây giờ quý vị làm bàn thờ đi, chuẩn bị khăn tang đồ sẵn đi, Pháp Hòa phát tang cầu siêu qua cái chương trình đó vẫn được. Cái đó là mình không phải chủ trương cái đó, nhưng ở một cái tình thế nào đó chúng ta sẽ làm. Cửu giả hàng thuận chúng sanh, mà làm cái đó đâu có gì sai, mà chúng ta gọi là không được, không linh, phải không? Có chắc là mình ở ngay bằng Phật mà linh không? Nếu mình tâm mình không thành. Cho nên cái việc đó chúng ta phải hiểu tiểu hay đại ngay cái lúc đó. Nếu mình làm việc đó mà tâm mình bình, không có bị ràng buộc là đại thừa. Còn mình làm một cái việc rất long trọng nhưng mình chưa thoát ra được những cái vướng mắc đó, tâm vẫn tiểu thừa. Như vậy đại tiểu ở đây không phải là cái việc làm nữa, mà cái tâm lượng của chúng ta. Một câu nói đơn giản mà chúng ta nghe thành như một bầu trời sụp đổ cũng khổ đau, mà người ta nói thật là nặng nề, ôi mình còn không thiệt, huống chi lời nói. Đại thừa liền. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu rộng nữa, đại tiểu không phải ở cái hình tướng nữa, mà cái tâm lượng, phải không? Quý vị đến đây buổi chiều, tuy chùa không có đãi quý vị món ngon vật lạ gì, miếng cơm lót dạ, mình nhận được chén cơm mình ăn cũng là đại thừa. Chùa đâu có chịu trách nhiệm lo cơm cho mình buổi chiều, phải không? Mà giờ người ta cho mình ăn là vui rồi. Mình ăn một chén cơm hạnh phúc, dù không no
Nhưng tâm lượng mình hạnh phúc, chén cơm nó trở thành ra cơm, cơm gì? Cơm đại thừa. Ăn nguyên mâm mà vẫn không bằng lòng, cơm nấu dở ẹt, ngon nhưng mà nguội ngắt, là cũng tâm của tiểu thừa. Cho nên đại lớn ở đây không phải là hình tướng nữa, mà là tâm lượng của mình. Vậy được chưa? Ồ, có một câu tiếng Anh. Thầy, is there a nice way to tell the other people that Buddhism is my belief, so they will stop trying to convert my belief? Is there an example I can use? Câu hỏi là có một cách nào dễ thương hơn để mình nói cho người khác biết mình là một người tin Phật, để họ đừng có tiếp tục dụ dỗ mình đổi đức tin. Dễ thương không? Thật ra cái người mà người ta muốn mình thay đổi cái đức tin, họ cũng không xấu đâu, người ta cũng tốt đó. Người ta cũng muốn mình, người ta thấy cái đức tin người ta hay, người ta cũng muốn mình chuyển, mình cũng vậy thôi, gì đâu, mình cũng đi quảng cáo Phật giáo dữ lắm chứ bộ. Thành thử ra mình phải nhận, trước hết mình phải nhận đó đều là cái tâm tốt của mọi người, đừng ghét người ta, phải không? Mà quý vị cứ nhớ, mỗi người mình sẽ hiểu cái đạo theo cái cách của mình. Nhưng mà trong Phật giáo, đạo Phật không có gò bó trong một cái từ nghĩa là một tôn giáo, một đức tin, mà đạo Phật là cái cách sống. Mỗi ngày chúng ta sống làm sao chúng ta dứt được cái lỗi lầm, làm mới bản thân mình, đó là đạo Phật. Chúng ta thường gọi danh từ gì? Cải hóa tự tân. Cải là đổi, hóa là sai lầm, lỗi lầm. Cải hóa nghĩa là mình thay đổi cái sai lầm của mình. Còn tự tân là gì? Tự mình làm mới mình. Đó là đạo Phật. Đạo Phật nó không phải ở trong cái áo tràng, ở trong cái nhang, ở trong bàn Phật. Cái đó là những hình thức cho những Phật tử mà có một cái điểm để chúng ta tựa vào đó để hành trì mỗi ngày. Cái chính yếu của đạo Phật là chúng ta cải hóa tự tâm. Phải thấy cái sai của mình và phải làm mới mình mỗi ngày thì là đạo Phật. Vậy thì ai đó đến với mình, người ta muốn truyền bá cái gì đó, chúng ta chỉ cảm ơn, tôi sẽ tiếp nhận. Và thật sự nếu họ nói một lời hay mà mình tiếp nhận cũng đâu có gì sai. Giống như họ tặng cho mình thêm một cái bánh, mình ăn thôi chứ không có gì đâu, chứ không bầu, không giận mà cũng có chống bán. Nhưng mà mình đã biết rằng mình có, mình ăn cơm là chính, các món bánh thì mình nhận để mình ăn thêm, làm cho bữa ăn mình nó dồi dào chứ không sao hết. Cho nên không cần phải có một thái độ nào hết, chỉ chắp tay hay là thậm chí gật đầu cảm ơn, tôi tiếp nhận. Tiếp nhận bằng cái tâm của mình. Chữ tiếp nhận cũng không có, nó vừa có cái ý thức là chúng ta tiếp cái lời hay, lời lành và cái ý đẹp, thế thôi. Cho nên á, ví dụ như nhiều khi mình có người thân mất, nhưng mà những vị khác người ta đến, người ta làm những cái hình thức nào đó không có sao đâu. Người ta tới chúc lành mà theo cái đức tin của người ta. Quý vị đừng ngại. Mình á, như cái cây mà đã ngã về hướng nào rồi, chỉ cần chặt xuống nó đi theo cái ngã đó. Còn người ta tới đến lát ngã qua tôi nha, không có sao hết. Mình đã ngã về đâu, ý nói là cái nghiệp thức của mình nó thiện thì mình đi về khỏi thiện thôi. Ồ, quên. Trả lời hỏi tiếng Anh mà trả lời tiếng Việt. I'm sorry.
Được không? Không, nhưng mà mình cái người ta hỏi tiếng Anh mà. Oh, ok, thank you. This is the way to recognize who you are. A Di Đà Phật, bạch thầy, cho con xin hỏi, thầy sống rất nhiều người yêu mến, thầy cho biết bí quyết đó để sống. Đã nói là bí quyết sao nói. Bí quyết mà. Hình nếu mà quý vị đã nghe câu chuyện ông taxi đó rồi thì câu trả lời đó là vậy rồi, phải không? Nếu quý vị đã nhận mình là ông taxi là câu này đã trả lời rồi. Nếu được yêu một lần rồi chết còn hơn buồn lết hết nhớ người ta. Cũng như hoa có nở một lần ra rồi có héo cũng là hoa đã nở. Đã góp mặt cho cuộc đời rạng rỡ, đã điểm tô muôn thuở cảnh trần gian. Rồi một mai dù hoa có héo tàn vẫn vui vẻ vì đã đóng góp ngút ngàn cho cuộc sống. Con có nghe nhiều bài pháp, con cũng hiểu là hạnh phúc cũng đơn giản, vui với những gì mình có thì cũng hạnh phúc. Nhưng nhiều lúc con muốn kinh doanh, phát triển sự nghiệp để có nhiều vật chất để làm được nhiều việc hơn. Sự dấn thân cho sự nghiệp thì con cảm thấy phải đánh đổi, mất đi sự bình tâm trong tâm hồn. Con phải tập trung cho kinh doanh liên quan đến tiền bạc, nhiều quá thì hình như tâm bị loạn. Nhiều lúc sự đánh đổi như vậy thì không biết có đáng hay không. Thưa đại chúng á, ở trong cuộc sống này á, không bao giờ mà chúng ta có trọn vẹn. Hễ mình muốn cái này thì mình phải, người Việt mình dùng cái từ là phóng lao phải theo lao. Thí dụ như á, mình lấy một cái mũi tên, mình vươn lên mình bắn một con chim thì mình phải chạy theo cái hướng mà mình đã bắn để coi con chim đó nó bị trúng cái mũi tên mình chưa, nó rớt ở đâu để mình nhặt cái đó lên. Phóng lao là phải theo lao là vậy đó. Anh đã phóng một mũi tên muốn bắn một con chim thì anh phải chạy đi theo cái mũi tên đó để anh lượm con chim, có phải không? Và không có cái gì chúng ta thành tựu mà không có sự khó khăn. Vạn sự khởi đầu nan. Cái quan trọng là chúng ta có thấy đáng hay là chúng ta thấy đủ. Mình muốn có sự nghiệp kinh doanh, điều đó phải đúng thôi. Và khi sự nghiệp nó chưa ổn định thì buộc lòng chúng ta phải nhiều cái suy nghĩ loạn tâm. Nhưng cái đó bắt buộc. Như chúng ta, ví dụ cái chùa này nó đang yên ổn vậy này, nhưng mà bây giờ do cái nhu cầu sinh hoạt lớn quá, buộc lòng phải tu sửa. Mà tu sửa thì phải tháo gỡ, phải bụi cát. Thì cái chỗ này nó không có yên lặng vậy nữa, nó phải có một thời gian nào đó nó xáo trộn lên để rồi nó mới bình yên trở lại. Nhưng mà khi cái bình yên đó nó sẽ như cái ý của mình. Cũng như thế, không có một cái gì mà chúng ta làm mà nó cứ lẳng lẽ mà nó thành tựu được. Mà quan trọng là mình thấy được cái sự nghiệp mình muốn làm nó có đúng cái khả năng mình không. Từ tiền bạc, vật chất, đầu tư cho đến khả năng mà điều hành một công việc đó thì cứ làm. Phật giáo không có biểu là dù giỏi cũng đừng có tung cái đó ra. Không phải, có nhiều vị ta hiểu vậy đó. Đạo Phật dạy biết ít muốn biết đủ. Vậy thì rốt cuộc Phật giáo không có dạy cho đệ tử phát triển cái gì được hết. Dạ không, anh cứ phát triển đúng cái khả năng của anh. Nhưng mà cái quan trọng là anh có tư duy trước khi anh làm việc đó, khả năng điều hành của anh. Rồi gì nữa? Khả năng
tài chánh của anh, phải không? Còn nếu như mà mình làm mà mình có đủ những cái tiêu chuẩn đó thì cái điều đó đâu có gì sai. Mà hơn nữa, bất cứ một cái gì nó mới bắt đầu đều phải có một khoảng thời gian để điều phục hết. Rồi khi nào nó ổn định đâu vào đó. Bây giờ Pháp Hòa nữa, hồi mà mới bắt đầu dịch bệnh mình sợ không? Mà sau 18 tháng nó vẫn còn, mà tâm mình có khác hơn không? Khác hơn rồi. Hồi xưa mình khủng hoảng lắm, bây giờ chỉ có khủng khiếp thôi à. Hồi đó mình rất là sợ hãi. Pháp Hòa nhớ cái lúc mới bắt đầu dịch bệnh á, trời ơi các vị là cứ lo lắng sức khỏe, tại lúc đó họ sợ và không khỏe đó, ai biểu cái gì cũng làm hết đó. Trời ơi, đi mua giấm về nấu đầy chùa ở trên, Pháp Hòa sạch muốn chết. Tại họ nói là giấm mà xông lên trên nhà nó khử trùng thứ gì đó. Mấy cô Pháp Hòa nói mấy cô làm nồi trước cửa nhà tổ mà phòng Pháp Hòa thì ngay chỗ đó đó. Trời ơi, mỗi lần đi ra nó hắt cổ cũng chết, tại nước giấm mà ba cái giấm quá chất rồi mà cứ nồng lên. Đầu được chừng tuần lễ mà nó thôi làm ơn cất cái giấm này đi, không biết bệnh đâu mà em hắt em chết. Rồi lúc đó là trời ơi, đi đâu cũng sợ, đến nỗi mà Pháp Hòa cần phải chạy ra ngoài có chút việc mà mấy Phật tử họ biết được họ không có vui, thầy phải về phải tắm liền, xúc nước muối liền, làm đủ hết trơn luôn. Trời ơi, tắm nước nóng bình thường mình tắm trung trung thôi, giờ gì cái việc cái con Covid này á, trân mình ra dưới một bình nước nóng. Đó, phải không? Lúc đó, nhưng mà bây giờ cuối cùng bây giờ mình bắt đầu tâm mình nó bình lặng lại. Đây là cái ví dụ khi bắt đầu một cái sự việc gì nó cũng rất là khó khăn, mình xáo trộn lên hết. Nhưng mà khi công việc của mình nó bình an, nó ổn định rồi thì mọi việc đâu nó vào đó thôi. Quý vị có mở một cái business nào mà mới lúc đầu mà nó gọn gãy mà nó đầy kinh nghiệm đâu? Phải mấy năm sau, mấy tháng sau, thời gian sau. Mấy ông thầy mình ta cầm kim ta chích đâu, học xong rồi đâu phải cầm cái chỉnh vô. Lúc đầu cũng rung lắm chứ, phải không? Nhưng mà làm riết ta quen tay. Cái gì cũng vậy thôi. Hồi nhỏ mà lên tụng kinh nè, tới hồi mà lên kêu Pháp Hòa lên thỉnh mỏ, trời đất ơi, mỏ chưa thỉnh mà mỏ này nó rung. Tay chân ra mồ hôi hết trơn. Tới hồi mà biết thỉnh mỏ rồi đó, quý vị biết làm sao không? Có phải cầm dùi thỉnh đâu, để cái dùi trên cái gối, cầm cái mỏ dỗ. Hồi nhỏ và ở chùa mình nè, chiều đi học về là phải lo đủ thứ hết. Nhưng mà vẫn không có chán trường, nhưng mà thích dẫn đi lên tụng kinh mà cũng nghịch. Thay vì cầm cái dùi thỉnh về, phải không? Phải, vào thỉnh ngược lại, lấy mỏ thỉnh cái dùi. Nhưng mình nghĩ lại, nhờ những cái nghịch đó của mình mà mình tu tới giờ. Nếu mà ai đó khó khăn với mình thì chắc có lẽ mình cũng sẽ không có giữ được cái đường tu, tại thấy khó quá. Thì Pháp Hòa xin thưa là tất cả những công việc gì mình làm không có cái gì mà nó đâu vô đó đâu. Thậm chí bây giờ mình bỏ hết đi, vô tu đi, cuộc sống những ngày đầu ở trong chùa nó khó khăn lắm, tại mình không có quen, không có quen đó. Rồi xin phép đại chúng, ví dụ mấy cô mà mới lấy chồng về nhà ba má chồng ở coi, làm sao mình quen như nhà mình được? Những ngày đầu rất là bỡ ngỡ, vì mình phải sống với một cái tất cả những người trong đó là lạ lùng với mình hết, đúng không? Thành thử ra đây là một cái ví dụ thêm để mình thấy mọi việc nó phải cần thời gian và cái chí lực của mình. Nếu mình đã quyết thì mình phải làm, và làm thì rồi bên cạnh đó mình vẫn giữ thời khóa tu tập của mình. Thí dụ mình làm nhưng mình vẫn có thời gian để mình ngồi thiền, mình tụng kinh để chi? Để nó thăng bằng lại cái cuộc sống của mình. Và mình cũng nghe pháp để chi? Để mình lấy những cái lời dạy đó làm sao để áp dụng trong sự nghiệp kinh doanh. Pháp Hòa có trích một số các bài kinh mà Đức Phật dạy về vấn đề kinh doanh làm giàu. Hôm nào có dịp mình sẽ mở một buổi nói chuyện về đầu tư theo Phật dạy ha.
Con kính chào thầy, hôm nay chị bạn con gặp được thầy lần đầu tiên. Chúng con không có câu hỏi nhưng chỉ muốn chụp hình lưu niệm với thầy thôi. Đừng có lo, cái này là chuyện đầu tiên của Phật tử Kali nè. À, kính thưa thầy, rất nhiều Phật tử rất quan ngại bởi vì thầy Pháp Hòa làm việc quá sức, cho nên sức khỏe của thầy không được tốt lắm. Xin thầy cho biết làm thế nào thầy có thể giảm làm việc quá lao lực để sức khỏe của thầy tốt hơn. Chúng con cảm ơn công đức của thầy, hy vọng sức khỏe của thầy được tốt và rất cảm ơn sự quan tâm của đại chúng. À, chỉ cần quý vị đừng réo không mà đi đâu hết là cũng là tốt. Không sao. Thì Pháp Hòa có một cái hồi nãy có một Phật tử, có một em nhỏ, nó hỏi Pháp Hòa chứ, nó 12 tuổi à, nó hỏi Hòa chứ tại sao thầy lúc nào cũng có thể vui vẻ với tất cả mọi câu chuyện người ta hỏi thầy, người ta nói với thầy. Thì Pháp Hòa có nói với em á, nếu mình muốn được có cái được như vậy đó, trong tâm mình phải có một cái hỷ lạc. Pháp Hòa không dùng từ hoan hỷ nha, mà Pháp Hòa cũng không dùng chữ lạc không nha, hỷ lạc. Vì sao? Cái vui cười nhộn của mình, nhưng nó không thô tháo, mà trong đó nó có những sự an lạc của một cái người học theo Phật. Quý vị cười với Pháp Hòa, nhưng mình đâu có nói bậy. Sau một cái cười đó, nó lưu lại trong lòng mình những cái tâm đắc về cuộc sống. Cái đó gọi là lạc. Còn nãy mình cười cái rần đó gọi là hỷ. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, cười hoan hỷ, vì mình cười thoải mái, cười bên ngoài cho mọi người thấy được nụ cười của mình. Nhưng Đức Phật Thích Ca, Ngài có mỉm cười không? Có, nụ cười của Ngài là nụ cười an lạc. Vẫn là hai Đức Phật, nhưng mà sao một ông thì cười thấy răng luôn, một ông thì chỉ mỉm cười, hoan hỷ, an lạc. Vậy thì chúng ta tu á, là để chúng ta có được những hỷ lạc. Thí dụ có những lúc Pháp Hòa đọc kinh, có những lúc mình đọc xong rồi cái mình sáng được cái ý kinh đó, quý vị với Pháp Hòa vui đến mức độ là không ngồi được. Pháp Hòa không ngồi được, đứng dậy đi tới đi lui, mà mình vui mà cái lời kinh đó nó thấm nhập mình, mà nó làm cho mình sáng tỏ được cái ý đó, vui dữ lắm. Nhưng mà khi mình ngồi xuống lại thì cái niềm an lạc nó lắng xuống và nó nuôi dưỡng mình những trang kinh ở phía sau. Và cái niềm an lạc đó nó nuôi dưỡng mình ở những bộ kinh sau. Cho nên đọc kinh không có chán. Trời, có những cái kinh đọc buồn ngủ muốn chết, vì cứ lặp tới lặp lui, lặp tới lặp lui. Nhưng mà khi mình nhận ra được một cái ý nào ở những đoạn sau đó rồi, mình sẽ hiểu được tại sao ở trước nó không vậy. Và bộ kinh này nó sẽ nuôi cho mình bộ kinh khác. Cho nên khi mình gặp nhau, hồi nãy có một Phật tử mới nói, Pháp Hòa nói lên thăm Hòa Thượng. Thì Hòa Thượng mới nói thầy Pháp Hòa có cái lực lạ lắm, Phật tử rất là thích. Nói xong rồi ngày mới nói, bởi vậy tôi chụp hình với ổng, tôi không có chụp tại vì mình vô cái mình bị lép. Thì Pháp Hòa mới thưa như thế này, thật sự ra đó là cái tâm của người lớn. Một bậc trưởng thượng mà có lòng từ bi thương những người nhỏ đó, luôn luôn nói như vậy. Nhưng người nhỏ không có được tự đắc, mà người nhỏ phải tiếp nhận đó là tình thương, và luôn luôn phải kính trọng người lớn. Chứ đừng thấy cái đó mà mình cho là mình hay. Nói vậy xong rồi bắt qua chuyện trong kinh. Quý vị thấy không? Phật có khen nhau không? Phật với Phật khen nhau. Trong kinh Di Đà đó,
Đức Phật khen Phật Di Đà xong rồi, Phật Di Đà khen lại Đức Phật Thích Ca. Cuộc sống này á, chúng ta đều có những cái dở hết. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói cái dở của nhau á, thì mình cũng dở và người kia cũng dở, mà trong cái đó mình không tô những cái hay. Pháp Hòa hay ví dụ với mấy đứa nhỏ, lúc mấy em nó viết chữ chưa có đẹp á, thì người ta bán những cuốn sách đồ á, thì khi mà nó đồ cái chữ như vậy, có những lúc nó đồ quá, Pháp Hòa mới không cho, biểu bôi hết, sửa lại. Thì Pháp Hòa mới đưa một cái ví dụ. Sao hoài vậy thầy? Pháp Hòa mới nói á, cái nét đẹp mà người ta làm sẵn nó rất là mờ, mục đích là để con đồ theo cho nó đậm. Và khi con đồ đúng như vậy á, con sẽ có nét chữ đẹp, con đừng có hơn. Thì cuộc sống này cũng vậy, có những cái đẹp của người ta nhưng mà nó mờ với con mắt của mình, mà cái xấu của người ta nó mờ mờ, bắt đầu mình đã tô cho đậm lên, thấy không, thấy không đó, thấy không, nó vậy, nó vậy. Có phải không? Con người mình là hay vậy. Cái xấu của người ta là mình quăng, mình tô, mình làm đủ kiểu, ai không thấy còn rọi đèn cho thấy. Nhưng mà cái đẹp của người ta mình không hề đồ, mà thậm chí còn mình muốn làm cho nó nhạt đi. Cho nên cuộc sống này càng ngày nó càng khổ. Và thật sự nó có những cái đẹp. Cho nên ở nơi mỗi người, nếu chúng ta thấy cái đẹp của nhau mà chúng ta khen tặng cái, tại mình khen người ta là chính mình phải đẹp, mình hay, mình có cái lành thiện, mình mới khen được cái thiện lành của người. Còn cái dở á, đừng có lo. Ví dụ mình không nói đi, một thời gian sau cái dở nó cũng lòi ra, tự động nó cũng bị đào thải. Mình không cần nói mà người ta vẫn nhận ra, và người ta bỏ mặc cái đó. Nếu người đó thật sự không xứng đáng, tự động người ta sẽ bỏ mặc. Nhưng mà bản thân mình không làm cái điều đó, tại cuộc sống của mình không biết chừng nào, không biết lúc nào mình đi. Mà nếu mình cứ thấy đồ những cái xấu, cái dở đó, thì nó lưu trong này, nó thành cái nghiệp lực cho mình. Không nên. Chứ mà hay nói với mấy đứa nhỏ, nhiều khi nó viết chữ xấu bắt bồi, con viết chữ đẹp mà con không chịu viết, cứ ẩu. Còn khi mà mình lớn lên rồi, có những lúc mình cần viết nhanh, nhưng mình vẫn có thể viết rõ, cái trường hợp nó khác. Còn đối với một người mới bắt đầu, không thể ẩu ngay từ đầu, vì cái đó là cái chủng tử không tốt. Cho nên mấy đứa nhỏ không có xí xoa. Mình cũng vậy, mới vào tu cũng vậy. Có những cái mình phải làm cho nó đúng đen chi, vì chính đó là cái cơ bản cho mình. Cho hồi nhỏ đi tu là khó lắm, huynh đệ mà tu chung mà, hay là ai mà chung mà trịch mắt một chút là không được. Nhưng mà thời gian sau mình lớn lên rồi thì cái nhìn mình nó khác. Cho nên, nhưng mà Pháp Hòa vui là vì hồi nhỏ tự mình khắc kỹ cho mình. Hồi Pháp Hòa là sa di, Pháp Hòa tự khắc, không để cho mình buông lung. Vì mình biết mình buông lung thì mình sẽ thành một cái tập khí buông lung. Cho hồi nhỏ tự Pháp Hòa, hồi lúc còn là sa di, tự Pháp Hòa khắc khó khăn với chính mình đó. Không để cho mình có những cái phóng túng. Mà nhờ như vậy, khi mình tu tập, mình mới có được cái lợi lạc cho chính mình. Và mình mới có cái đó mình chia sẻ với mọi người. Cho nên mình, những cái gì hay của nhau, mình chia sẻ. Còn cái gì người ta dở, cho nên các những bậc lớn luôn luôn có những lời khen mình, nói tốt về mình. Đó là cái đức lành của người lớn cho mình. Nhưng mình là người nhỏ, mình phải tiếp nhận cái lời dạy đó như một sự khích lệ, mà không phải là cái sự gọi là làm cho cái bản ngã mình nó nâng cao. Con kính chào thầy, trở lại Cali và ghé thăm chùa.
Quang Thù Phật tử: thưa thầy, sau mùa dịch Covid, con nhận thấy tình cảm của các Phật tử dành cho nhau có phần không trọn vẹn như trước. Một vài vị đã chích ngừa rồi có thái độ hất hủi xa lánh những vị không chịu chích ngừa. Có vị chuyên ủng hộ tổng thống đời trước và đời sau mà cãi nhau xanh mặt. Mà em trả lời này là em cũng tối mặt. Thưa đại chúng, khi mình gặp nhau á, nếu mà chỉ là những người bạn bình thường á, có hai việc không nên bàn. Một là chính trị, hai là tôn giáo. Còn nếu mình là Phật tử với nhau á, thì gặp nhau chỉ nói chuyện Phật Pháp mà không nói chuyện khác. Tại vì những cái chuyện kia á, bấm tivi lên là đầy. Còn cái chuyện Phật Pháp á, là chúng ta ít khi bàn, mà chính cái đó nó mới nuôi mình. Còn mấy kia là thời sự, phải không? Thời sự là gì? Mỗi sự việc nó tùy theo thời. Tại sao gọi là thời trang? Tại vì trang phục đó nó tùy thời mà nó thành modern. Cho nên chuyện thời sự bàn không hết. Tại vì nó thị lúc này mà nó phi lúc khác. Nó phi lúc này mà nó thị lúc khác. Cuộc đời này thị phi nói sao hết. Đời vui khổ vì thị phi hai chữ. Được ý mình bảo thị, trái rằng phi. Vai đeo mang hai khối nặng như chì, ngày đã hết hỏi mình được gì trong đêm vắng. Mình quên cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát bao la. Vì thị phi ta đành phải bỏ qua, rồi cứ thế la đà trong một kiếp. Rồi giờ mình nói lại, vì chích hay là không chích, rồi ta đành phải bỏ qua những tình cảm mặn mà của ngày trước. Phải với trái, đúng sai sao mẫn tiệp. Làm sao mình nói được hết cái chỗ đó, phải không? Cho nên mình bận thị phi mà làm giàu cho tội lỗi. Cái bài thơ đó Pháp Hòa đặt cho nó là bài tựa thị phi. Tại vì con người mình hay luận thị với phi đó. Thị là đúng, phi là sai. Nhưng mà chuyện thị phi hay là thời sự hoặc là thời trang, nó không phải là việc của mình. Nói như vậy có nghĩa là mình mặc kệ nha. Mình cứ nghe, nhưng mà mình biết là thời sự. Hôm rồi cũng có câu hỏi đó trong cái buổi nói chuyện với một nhóm Phật tử trong cái lần này. Cũng có những vị đặt cái việc đó, đó. Nếu giờ sợ, không nghe tin tức thì không biết gì hết, mà nghe xong nổi giận. Tại vì chuyện nó không đúng ý mình đó. Cái này là mình dở. Tất cả các pháp, quý vị thấy không, thời cuộc nào rồi mình cũng đã, mình đâu phải chỉ có thời buổi này mới có những cái chuyện gọi là đồng ý và không đồng ý với những cái gọi là chế độ. Hồi trước cái mình gọi là chế độ phong kiến, rồi chế độ này gọi là chế độ tự do, vân vân, mình đặt hết á. Thậm chí giờ mở điện thoại lên, xin đại chúng mở chế độ rung, đừng mở chế độ reo. Cái điện thoại mà có chế độ mà. Nói không hết đâu. Pháp Hòa dạy mấy chú ở chùa, chú nào mà thích technology á, mua sắm rồi vậy lắm, thì Pháp Hòa mới nói á, cái việc mà mình cần mua một cái máy nào đó trong cái lúc mình đang cần, thì con có thể mua một cái tốt nhất lúc đó. Nhưng mà sau đó 3 tháng có thể một cái khác nó tốt hơn, con đừng có chạy theo nó. Tại vì cái đó là cái nó không bao giờ dừng. Mà cái mình limit, mình hạn chế đó là gì? Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là đời sống của mình, thứ ba là mình cũng đâu cần đến mức như vậy. Mình đâu có làm ăn buôn bán gì đâu mà cần cứ phải chạy theo những cái máy đó. Nhưng lúc mua, còn cứ mua cái tốt nhất lúc đó. Nhưng mà xong rồi, đủ để mình xài rồi, giờ 3 tháng sau nó có cái mới, mình cũng đâu có tệ.
thì đừng có chạy theo, tại vì chạy không có nổi. Cái chỗ đó là chỗ người ta khai thác làm ăn mà, phải không? Còn mình thì cái gì nó cũng có hạn lượng. Cho nên trở lại câu hỏi này, tất cả mình phải trở lại cái bình thường. Cuộc sống đã bất thường suốt 18 tháng rồi, mà nếu huynh đệ mình mà để cho cái tâm bất thường nó đi theo, đây là mình tu chưa giỏi. Mình để cho cảnh nó xoay mình. Cho nên cái người tu tập giỏi đó thì mình làm chủ cảnh, chứ cảnh không làm chủ mình. Thấy không? Cảnh nó có động nhưng mình đâu có động tâm. Cho nên có vị mới hỏi một vị thầy mình đó, thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Người ta khi mà cái cảnh nó động, cái việc nó động, hay là người ta tới người ta động mình, nhưng mình bị người ta động, cái là bị động tâm, mặc dù người ta muốn tâm mình động. Hiểu ý chỗ đó không? Thí dụ như người ta muốn chọc mình giận, mình giận thiệt, vậy thì mình bị giận, bị người ta làm mình giận. Còn người ta nói mình giận mà mình không hề giận thì mình không bị động với cái đó. Cho nên đại chúng cũng nhớ là những cái việc mà nó bất thường nó xảy ra, chúng ta phải giữ bình thường. Cuộc sống vô thường, vì vậy ta cũng phải sống thường. Rồi cuộc sống nó bất thường, ta cũng phải sống thường. Mà sống thường đó, sống chân sống thường đó, Pháp Hòa hay ví dụ nó cũng giống như nước lọc vậy đó. Nước gì uống cũng không bằng nước lọc, mặc dù nước lọc rẻ nhất trong các thứ nước. Chai nước lọc rẻ hơn chai Coca, chai Pepsi, chai Sprite, chai Perrier, tất cả các thứ nước mà có pha chế mắc hơn nước lọc. Nhưng mà thủy chung tất cả thứ nước đó làm từ nước gì? Lấy nước lọc biên chế. Rồi cuối cùng mình uống gì uống, không có chai nước lọc cơ thể không thể thanh lọc. Cái sự chân thật, cái sự bình an của mình giống như chai nước lọc đó. Đừng để những thứ khác, lâu lâu uống cho vui thôi, chứ nó không phải là nước cần nhất của mình. Huynh đệ cố gắng, đừng để Covid hay là thời sự nó làm mình bất an, bất ổn. Thì như vậy mình chưa có giỏi trên sự tu tập. Ai chích không chích, đó là quyền của mỗi người. Cả một cái đất nước chính phủ người ta có quyền đó, mà người ta còn không ép mà. Ví dụ bây giờ bắt luật ra đi, ai không chích thì bị phạt đi, ví dụ vậy đi. Thì mọi người phải, còn ngay cả chính quyền ta còn tùy thuận, mà thậm chí còn năn nỉ chích. Đi chích có được 100 đô, có quà. Nhưng mà cái đó có quyền của mọi người. Ai chích rồi, đừng coi thường hay là có cái ý gì đó với người không chích. Mình có tu giỏi, cũng đừng có chê người tu dở. Cũng hay phá hoài, ví dụ vậy đó. Mình ăn chay trường, cũng không nên chê những người không ăn chay. Không? Cái ăn nó chẳng qua là cái cuộc sống thôi, nhưng mỗi người có một cái duyên khác nhau. Và ăn uống không phải là chính yếu của sự tu hành. Cái chính yếu của sự tu hành là giảm tham sân si. Có nhiều khi mình ăn chay trường mà mình chưa giảm tham sân si. Người ta không ăn chay mà tham sân si người ta giảm. Còn ăn chỉ là một phần phụ để trợ duyên, chứ đâu có nghe ai thành Phật mà do ăn chay. Phải không? Thành Phật là do giảm tham sân si, lấy cái đó làm chính. Cho nên nhớ thời sự, thời trang, thấy không? Nó chỉ là những việc một khoảng thời gian nào, nói sao hết. Hết đời mình người ta nói còn chưa rồi. Quý vị thấy thỉnh thoảng vẫn chuyện của mấy chục năm trước, giờ này sách vở vẫn còn viết. Rồi người ta thêm câu, tôi viết những điều này để gọi là rộng đường dư luận. Phải không? Quý vị thấy không? Đó. Cho nên đọc những cái đó, đọc cho biết vậy thôi, đừng để cho nó khổ đau gì mình hết.
Chuyện đã qua rồi, bây giờ chỉ viết lại, chỉ để nhắc lại một sự lịch biến cố nào đó, rồi để cho mọi người bình luận vậy thôi. Đó là việc của các vị người ta viết sách. Còn chính bản thân người Phật tử mình phải ý thức rõ ràng từng việc mình. Ngay cả kinh sách, mình làm một sa di, đâu phải kinh nào cũng được đọc, đâu sách nào cũng được đọc. Tại sao? Tại vì nó không phù hợp với cái khoảng thời gian mình làm sa di. Cho nên trong luật dạy, phàm là một sa di đọc sách gì, nghiên cứu kinh gì, phải đem lên trình cho thầy mình, để thầy mình biết rằng mình cần thiết không. Không cho coi bói, không coi đọc sách bói toán, xem quẻ, bốc thuốc, kim tinh, vân vân. Vì sao? Nó không phải là việc của người sa di, nó không phải là việc của người tu. Còn sau này mình lớn lên, đạo lực mình vững, muốn nghiên cứu gì đó nghiên cứu. Còn bây giờ là chú vô cái việc của mình. Mình về chùa cũng vậy, cái chính yếu là sự tu tập, còn chuyện thời sự đừng bàn. Vì thời sự mà bàn lát thành ra thế sự. Thời sự là thế sự, mà thế sự là nó sai với Phật sự. Thôi mình còn 3 câu ráng. Con chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe. Con có một câu hỏi, kính mong thầy giúp con tìm ra giải pháp tâm an. Con làm neo. Mỗi ngày con phải đối mặt với những cô dì làm chung với những sân si, khiến con chịu nhiều ức chế. Đôi khi con bị chèn ép đến mức con phải khóc vì con không kiểm soát được cảm xúc. Con nghĩ sao con tu mà con nhẫn mà mọi người cứ ăn hiếp con. Đôi khi con muốn bỏ nghề. Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Lời khuyên của thầy là lúc này thiếu sư cô, con đổi qua nghề làm sư cô. Con khỏi làm nghề leo nữa. Thật ra nói cho cùng á, là làm cái gì nó cũng phải có việc để chúng ta phải đối đầu hết. Hồi nãy qua nói rồi, làm chung với nhau, sống chung với nhau, thậm chí vô chùa làm công quả với nhau cũng phải sanh nhẫn. Làm công quả thôi cũng phải pháp nhẫn. Tại vì người muốn sắc kiểu này, người muốn gọt kiểu kia, mình mới vô mình giống như cái trong trống vậy đó. Trời ơi, mỗi bà quay mình một vòng, quay xong về chóng mặt. Không có gì dễ hết. Sanh nhẫn, pháp nhẫn. Đơn giản đi. Thí dụ bà hay nói, vô chùa làm công quả để làm chi? Kiếm phước. Không phải kiếm chuyện. Vô tiệm đi làm để làm gì? Kiếm tiền. Không phải kiếm chuyện. Hình nói kiếm tiền nghe nặng quá, kiếm sống. Thật sự ra đó, có những người thừa thắng xông lên, cuộc sống thì nó khó. Thôi thì bây giờ dạ, răng mà nó mở phải không? Nói chuyện răng mà nó mở. Hôm qua chọc một bác người Huế, Pháp Hòa mới nói, bác, sao ở ngoài Huế á, ai cũng chết mà sao có chết có một bệnh à? Bởi sao vậy thầy? Ai chết cái mình tới mình nói, đau răng mà chết, đau răng mà chết. Người Huế hỏi đau răng á, nghĩa là đau sao mà chết. Nhưng mà mình thì mình nói đùa, không biết chết cách nào mà tới gặp nhau cái đau răng mà chết. Đau răng mà chết. Không biết chết kiều mố. Chết kiều nào không biết. Tới gặp nháo cứ nói đau răng mà chết. Thì đã nói là kiếm sống thì mình cũng phải kiếm nơi, kiếm chốn nó phù hợp. Nếu mình không hợp với nghề này thì mình đổi qua nghề khác. Không hợp chỗ này thì ở chỗ khác. Ta bà này mình ở chỗ nào cũng khổ quá cái mình mới về cực lạc.
Cho nên mới có bài hát á. Quý vị nhớ bài Sơn Tinh Thủy Tinh không? Nhớ thời xa xưa, mưa gì non nước an lạc thay bình, thay thay bình, nhớ không? À sau này mới thầy mới chế lại cái bài này. Đến cánh Tây Phương, hoa lá an lạc bốn mùa, bốn bốn mùa. Thì cái câu cuối là ở chi nơi đây nở trần vấn vương, nở trần vấn vương. Ta bà khổ, ta bà khổ lắm. Tịnh độ vui với tịnh độ nhàn vui. Sống trong trần tục lấp vùi, một cười mười khóc mà vui cái nỗi gì. Hồi nhỏ mấy bà cụ hay ngâm câu đó. Mấy bà cụ hồi nhỏ Pháp Hòa hay ngồi chơi, cái mấy bà ngồi nói chuyện nhau vậy, cái mình nghe lọt vô lỗ tai. Thì cái này mình cũng thông cảm thôi. Mình đi làm thì nó sẽ có những khó khăn. Thì nếu mình đã tu á, mình nhẫn á, mà nhẫn đến hết sức của mình á, thì cái nhẫn đó gọi là ba la mật. Chữ ba la mật là gì? Là trọn vẹn, là viên mãn, là rốt ráo. Còn mình nhẫn một khoảng thời gian xong rồi mình đứng dậy mình nói thì nó không hay. Thí dụ chỗ nào mình làm mình thấy không hợp nữa, thôi mình cứ nhẹ nhàng mình kiếm chỗ rồi mình nói xin dời chỗ khác. Thì mình nói làm sao đó để đừng có những cái lời không hay với nhau. Tại vì trong cuộc sống này mình còn gặp nhau à, dù mình không làm chung nhưng trong cuộc sống đi tới lui thế nào cũng gặp. Nói những cái gì mà để gặp nhau chúng ta không phải ngại ngùng, cái đó là tu. Dù mình không đồng tình nhưng mình nói như thế nào để người khác vẫn không thấy được cái bực bội của mình, thì cái đó là cái sự thực tập. À, nay con có duyên gặp thầy. Gặp được thầy là điều khó. Xin thầy dạy chúng con sống sống khi về nhà như thế nào cho đúng với Phật giáo. Con cái sống ở Mỹ theo văn hóa ảnh hưởng giáo dục nhà trường, nhờ thầy chỉ dạy. Thưa đại chúng, là thật ra thì cái điều này là nó ảnh hưởng chung, không phải chỉ ở Mỹ mà tất cả mọi xã hội bây giờ. Cái thời của mình đó, mình sống trong một cái truyền thống văn hóa của người Việt, cho nên rồi mình cứ răm rắp theo đó. Nhưng mà khi sang tới đây thì mọi việc nó thay đổi. Cái việc đó mình trước hết là phải chấp nhận. Và cái thứ hai á, quý vị cũng đừng bắt buộc các con cái của mình á, nó là một người Việt Nam hay là một Phật tử theo cái khuôn của mình. Cái khuôn của mình là một Phật tử mặc áo tràng, đi chùa, thắp nhang, ăn chay, cúng dường vậy đó. Mà hãy đứa nào làm vậy cái mình nói là nó Phật tử. Nhưng mà đứa nào nó không làm vậy cái mình buồn dữ lắm. Mình nghĩ là mình không có được cái đó. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị sẽ nhìn đạo Phật rộng hơn để mình nhẹ hơn. Chỉ cần con mình nó sống, không làm các việc ác, nên làm các việc lành. Tức là nó không làm điều ác, nó đã sống rất lành, tâm nó rất trong sáng, nó là Phật giáo. Ở Việt Nam á, mình cắt cổ gà, cổ vịt, hàng xóm giận nhau, giác dao rượt nhau chạy, mình thấy chuyện đó hà rầm, mình bình thường. Mấy đứa nhỏ ở đây, nó thấy người ta đánh một con chó, một con mèo thôi, nó hốt hoảng, vì nó rất là sợ hãi những cái cảnh tượng đó. Tâm của nó đã làm. Có những đứa bây giờ nó hoàn toàn nó vegan, tại vì nó coi những cái YouTube và người ta đã abuse những con vật khi người ta nuôi nắng nó. Người ta nuôi những con vật đó đều mong cung ứng đầy đủ cho cái thị trường nhu cầu, mà người ta có những cái hành xử đối với con vật một cách rất là nặng nề. Nó coi những cái cảnh đó, nó dứt khoát nó không ăn, không uống những cái món đó nữa. Chẳng hạn như bơ sữa, trứng gà. Tại vì người ta nó thấy được những cái cảnh mà người ta ăn hiếp những con vật. Điều thứ hai á, cho nên á, mình phải nhìn vào cái đứa con của mình, cái cách sống của nó, để chúng ta nhẹ nhàng và thấy rằng á, cuối cùng á, mình muốn con mình cái đạo đức căn bản là gì? Đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm trong sáng.
nhiều khi nó giúp mọi người mình không thể ngờ luôn, mà có thể mình không làm được việc đó. Cho nên quý vị cũng nên nhẹ nhàng trong việc này, mà đừng có buồn khổ khó chịu hay là có những cái thái độ với con cái. Có những trường hợp mình muốn dạy con nhưng nó không nghe. Bây giờ Pháp Hoa bày đại chúng một cách mình vừa tu mà để lại cho con. Thí dụ quý vị quán cơ, quý vị thấy con mình nó hay nóng giận, quý vị nên tìm những quyển sách của sư ông Làng Mai, tức là Sông Nhất Hạnh đó. Sông có viết một cuốn sách bằng tiếng Việt là Giận và tiếng Anh là Anger. Quý vị nên đọc quyển sách đó, xong quý vị chọn những cái đoạn nào mà hay, giá trị, quý vị viết vô tập. Phải viết nha, không copy, không đi mua sách, mà viết, tự tay mình viết. Đọc Đường Xưa Mây Trắng 80 chương, quý vị chọn những chương nào hay, quý vị thích, mà quý vị nghĩ rằng sẽ phù hợp với con mình, quý vị viết lại. Rồi trước cuốn sách đó đó, quý vị viết một vài lời. Người ta để vàng, để của, để tất cả lại cho con cái, riêng mẹ và ba không có gì để lại cho con hết. Mẹ chỉ muốn để lại quyển sách nhỏ này do chính mẹ viết, và mẹ đã rất tâm đắc mà học hỏi được rất nhiều từ những lời dạy này, mẹ muốn để lại cho con, và mong rằng con đọc, con ứng dụng để con sống được an vui trong cuộc sống của con. Mình còn sống nó không đọc, nhưng có thể mai mốt mình mất rồi, khi nó nhớ mình nó lấy ra nó đọc. Nhưng mà đọc nguyên cuốn sách nó ngán lắm, nó không đọc. Đọc những đoạn nào mình ghi lại cho nó mà mình tâm đắc trong cuộc sống. Quý vị ghi chép những cái lời tựa đàng hoàng ở những trang đầu. Rồi thậm chí khi đọc sách những đoạn nào hay mà mình nghĩ rằng nó có thể học hỏi, rất phù hợp với đứa nhỏ này, ghi ngày tháng mình ghi lại. Và Pháp Hòa tin chắc rằng đó là một món quà mà quý vị để lại cho con, mà quý vị có đi cũng yên lòng, là vì mình đã để lại một cái gì mình muốn nói. Bây giờ mình nói nó đâu nghe, mà cho tiền có thể nó không cần, tại vì nó làm tiền còn hơn mình nữa. Mình đi làm giỏi lắm, làm labor, làm coolie, bây giờ nó làm office là tiền nó nhiều hơn, cho nên mình không cần để dành tiền cho nó. Nhưng mà chưa chắc có tiền nhiều nó biết xài. Mình cho tiền thật nhiều mà nó không biết xài thì mình làm hại nó, thì cái đó Phật gọi là gì? Cho nhiều mà phước ít. Có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều. Chẳng hạn như những lời dạy đó, cuốn tập có mấy ông bạn cho ít lắm nhưng mà phước rất nhiều nếu đứa con nó thấm nhập những lời đó. Cho Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng cũng đừng có buồn quá đáng, khổ đau. Nhưng mà Pháp Hòa rất hiểu cái tâm trạng đó, tại vì chính bản thân Pháp Hòa cũng vậy. Khi Pháp Hòa thấy một thầy nào, một sư cô nào mà thuộc đệ tử mình siêng năng tu tập, chịu khó đọc sách, tinh tấn hành trì, Pháp Hòa vui hơn ai cho Pháp Hòa thuốc bổ, vui hơn ai cho mình tiền. Chỉ cần thấy Phật tử đi chùa mà họ vui vẻ với nhau, họ nói chuyện với nhau, họ chào hỏi nhau, Pháp Hòa vui giống như Pháp Hòa được một cái món quà lớn. Nhưng nếu những vị đó họ không vui với nhau mà họ cứ cho mình ăn đồ bổ, thật sự mình không bổ, mà nếu có bổ là bổ ngang bổ ngửa cái đầu chứ nó không có bổ gì. Ngày hôm qua Pháp Hòa nghe một thầy tâm sự rất hay. Có một cái đài, người ta phỏng vấn, người ta hỏi rằng á, theo quý vị, thầy của quý vị đã để lại gì cho thế giới này làm di sản cho con người? Thì hai vị đệ tử đó mới trả lời rằng thầy của chúng tôi đã để lại di sản cho thế giới này, đó là tình huynh đệ. Tại vì không có gì quý bằng cái tình huynh đệ, mà chỉ có cái tình đó nó mới nuôi nhau mãi mãi. Còn tiền của vật chất nó không có nuôi được gì hết. Mà thậm chí đôi lúc vì tiền của vật chất mà huynh đệ còn mít lòng, còn tương tàn, tương sát. Câu trả lời rất hay.
và Pháp Hòa rất tâm đắc. Đức Phật của chúng ta cũng không để lại gì cho mình hết, phải không? Nhưng mà Ngài để lại một lời dạy, những lời dạy của Ngài hơn 2000 năm nay, mà không chỉ ở trong đất nước Ấn Độ mà ngày nay trên khắp thế giới. Nơi nào có người đệ tử Phật, nơi đó có cuộc sống hòa bình. Nhưng mà với điều kiện mình phải thật sự nhận lời dạy đó, ứng dụng trong cuộc sống. Cho nên cuộc sống nào nó cũng có khó khăn, nó cũng có những cái bế tắc. Nhưng bế tắc không có nghĩa là nó không có ngày nó thông, phải không? Quẻ dịch mà người ta nói là cùng tất biến, biến tất thông. Đến đường cùng thì phải biến hóa, mà hãy biến hóa thì nó sẽ thông suốt mọi việc. Mình cũng thế thôi. Trên một chiếc, trong một cái phạm vi ngồi này, bây giờ ngồi đây rất thoải mái, mỗi người một chiếc ghế. Nhưng ví dụ như chiều nay 1000 người tới đây, Pháp Hòa tin chắc rằng vẫn vừa như thường. Tại nếu chúng ta chỉ cần biết nhích một chút, nhường một chút, 1000 người vẫn lọt. Cái quan trọng là chúng ta biết lách mình để người khác xen vào. Chính bản thân mình, mình đi chiếc xe nào mà chật mà mình rất muốn lên, nhích cho tôi tròi một chút thôi. Người khác mình biểu nhích, mà tới phiên người khác muốn lên nó hết chỗ. Tại ra cuộc sống là nó do mình chịu lách một chút, nhích một chút. Giống như mình viết chữ, một cái khoảng đó mà viết tới 4 chữ, tự mình sẽ biết cái chữ mình nó hẹp như thế nào để 4 chữ nó vừa vào khoảng đó. Mà hễ mà nó chỉ một cái hàng khoảng trống lớn đó mà nó chỉ cần 2 chữ thôi, mình sẽ tự viết to ra để nó đẹp ở cái khoảng đó. Cho nên mọi tất cả mọi việc do cái tâm mình muốn như thế nào mà nó đi vào khuôn khổ hết.